Chào mừng mọi người đã đến với một buổi thuyết trình của Lân Chi. Thì trước giờ Lân Chi chỉ làm clip thôi, nhưng mà lâu lắm rồi, từ khi mà tốt nghiệp đại học thì Lân Chi mới quay lại làm thuyết trình. Thì nếu như có thiếu sót gì thì mọi người sẽ bỏ qua nha. Nhưng mà lần này Lân Chi sẽ thuyết trình nó khác thời đại học của Lân Chi. Tại vì thời đại học của Lân Chi thì mọi thứ nó khá là học thuật, nó chưa có bỏ vô những cái yếu tố giải trí vô, nhưng mà Lân Chi sẽ bỏ những yếu tố giải trí vô để làm cho buổi thuyết trình này nó vui vẻ hơn. Thì mình sẽ nói xung quanh về vấn đề viral content, có nghĩa là làm sao các bạn có được một cái nội dung viral. Viral ở đây có nghĩa là được nhiều người tiếp cận. Thì mình nói một cách chi tiết là nó được nhiều share, nhiều lượt tương tác, nhiều lượt like, vân vân, gọi là viral content. Thì mình đã từng làm rất nhiều viral content, tại mình đã từng làm bên Battle Club. Không biết là bạn nào có biết Battle Club không? Có biết kênh Battle Club không? Đố xàm, thả thính xàm, hồi đó tụi mình đã làm. Đó là một cái dự án tốt nghiệp của Lân Chi với lại các anh em Battle Club trong trường đại học. Thì đó là một cái kênh cũng khá là nổi từ 2017 cho đến 2019. Đó, khoảng tầm 2 năm đó thì tụi mình đã start cái dự án Battle Club với các anh em học chung đại học. Thì viral content nói ngắn gọn thì nó là một cái content, một cái nội dung mà các bạn có thể tiếp cận được nhiều, tối đa cái lượng khán giả của các bạn mong muốn. Chị có thể cho em cái slide kế tiếp. Khi nào mà Lân muốn chuyển á thì Lân cứ dừng nói next thôi nha, thì mình bấm qua cho nha. Dạ, cảm ơn chị Mai. Rồi. Ok, thì cái buổi thuyết trình ngày hôm nay của mình đó, nó sẽ có 3 phần. Thì mình sẽ nói về content là gì. Thì đây là một câu hỏi mà mình muốn hỏi tất cả các bạn. Có bạn nào xung phong giơ tay không? Để mình có thể giải thích cho Lương Chi và mọi người cùng biết là content là gì theo định nghĩa của mỗi người. Có bạn nào giơ tay trả lời không nè? Everyone, có ai trả lời không? À, có một bạn vừa mới gửi trong chat box á chi. Rồi. Content là nội dung đăng tải đến mọi người ạ. Bạn Trúc. Bạn Trúc, cảm ơn bạn Trúc. Còn bạn nào có một ý kiến khác không? Bạn Vi vừa mới giơ tay nè. Xin mời bạn Vy. Dạ là truyền tải nội dung đến với mọi người. À, cảm ơn Vy. Còn bạn nào còn ý kiến nào khác không? Bạn nào có một ý kiến nào đó táo bạo hơn? Bạn Cúc giơ tay, mời bạn Cúc. Dạ, em nghĩ là content thì nôm na đó là nội dung, và cái nội dung này thì nó có thể được tồn tại ở dạng hình ảnh, bài video hoặc tin tức. Và hồi trước em có coi trong quán trà đá của anh ấy thì anh có nói là content nó cũng có thể thuộc dạng, dạng mùi hương nữa, thì cái điều này nó sẽ truyền tải đến khán giả. Em nghĩ sơ sơ là như vậy. Ok, cảm ơn Cúc. Gần như là đầy đủ, Cúc nói gần như là đầy đủ. Còn bạn nào còn ý kiến nào nữa không? Một cái ý kiến nào đó khác không? Mời bạn Bảo Uyên. Bạn Bảo Uyên giơ tay nè. Content là một dạng truyền tải thông điệp, thông tin tới cho mọi người nhằm để cho PR hoặc là quảng cáo về dịch vụ, review về các sản phẩm. Ok, cảm ơn bạn Bảo Uyên. Thì ở đây mình có thấy là bạn bạn Thu, content là sáng tạo nội dung, thông điệp, truyền tải những điều đó đến mọi người. Bạn Huyền, content là nội dung của một vấn đề mà mình muốn truyền tải thông điệp với mọi người. Content có thể sử dụng để PR. Bạn Lê Khánh, content là một sản phẩm nội dung mà suy nghĩ, truyền tải cho mọi người. Ok, thì đa phần các bạn, bạn Phúc là content lên ý tưởng nội dung đến người xem muốn tiếp cận giải trí vân vân. Ok, cảm ơn rất mọi người. Thì mọi người đã trả lời một cách khá là đầy đủ.
cái định nghĩa của content, nhưng mà mình Lương Chi sẽ nói vào cái content nó theo một cái nghĩa thông thường hơn, dễ hiểu hơn. Chị Mai cho em cái slide kế tiếp. Thì ở đây là một cái code mà hồi đó mình đã từng làm trên cái kênh của mình. Nó là những cái code mà nó mang thiên hướng có thể viral được, nó cũng là một dạng nội dung. Thì cái định nghĩa của cá nhân mình nha, tất cả những định nghĩa của các bạn á, thì nó đều đúng theo về mặt kiến thức và về mặt định nghĩa trong trong trường lớp của mình. Nhưng mà về một người làm content như mình á, thì mình định nghĩa là content là mọi thứ mà chúng ta có thể tiếp nhận được bằng các giác quan, ví dụ như là mắt, nghe, xúc cảm, chạm nữa. Thì tức đó là tất cả mọi thứ, và nó đều có một cái, nó đem đến một cái thông điệp hoặc là một cái ý nghĩa cụ thể nào đó. Ví dụ như là mình nhìn ngoài đường đi, mình thấy một con chim đang bay, thì đó cũng là một nội dung trong một cái, trong một ngày của mình, đúng không? Hoặc là mình đang đi xong mình đạp trúng một cái gai, thì đó cũng là một cái nội dung trong một cái ngày của mình. Coi như cái ngày của mình là một bộ phim đi, thì nó bao gồm những cái nội dung như vậy. Thì mình không muốn giới hạn content, định nghĩa content nó phải giới hạn gì cả. Tại vì bản thân mình á, thì mình thấy là content nó là đại diện cho sự sáng tạo, mà sáng tạo là không giới hạn. Mình không muốn là các bạn gặp khuôn content phải là một cái gì, hình ảnh, hay là nó phải là truyền tải một cái thông điệp gì đó hay là gì đó, mà đơn giản content là những gì chúng ta cảm nhận ở trong cuộc sống khi chúng ta mở mắt ra, hoặc khi chúng ta còn thở thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó, sẽ cảm được nó, hoặc là sẽ nghe được nó. Thì đó là mình nghĩ đó là cái định nghĩa content mà theo mình làm sáng tạo á, thì mình thấy là mình nên định nghĩa như vậy để mà chúng ta không có giới hạn. Thì ở Việt Nam mình á, thì nó sẽ có những cái giới hạn về content, ví dụ như là chúng ta có thuần phong mỹ tục, chúng ta có những cái tiêu chuẩn cộng đồng ở trên các nền tảng như là Facebook, YouTube, thì cái đó mình sẽ nói sau. Nhưng mà ở ngay cái thời điểm mà các bạn suy nghĩ một ý tưởng á, thì mình khuyến khích là các bạn không nên ràng buộc cái ý tưởng của mình. Ha, mình cứ cho content là tất cả mọi thứ mình có thể cảm nhận được. Dạ rồi, chị cho em tiếp một cái slide kế tiếp. Ok, thì có thể là các bạn sẽ thấy cái hình ảnh này nó ở đâu đó rồi. Nhưng mà hình ảnh này nó sẽ vui hơn nếu như chúng ta có thêm caption, đúng không mọi người? Thì có bạn nào có thể bình luận hoặc là cho mình một vài caption về cái hình đầu tiên luôn, hình anh bác sĩ đẹp trai này nè. Có thể các bạn gái sẽ có nhiều caption hơn. Anyone, có ai kêu cánh tay nào? Ok, Phạm Quốc Hưng. Mời bạn Phạm Quốc Hưng. Dạ em có caption cho cái bé gái ngồi bị tim á Ok em luôn. Rồi, anh. caption là gì em? Khi mẹ khi giáo viên khi bạn và giáo viên mới chửi lộn mà bác xuống tiêm vaccine. Ok, cảm ơn Hưng. Khá là thú vị. Khá là thú vị. Có một bạn khác cũng có cái caption cho cái bạn đó luôn là: mới chia tay thì kêu tôi đi tiêm thuốc. Cũng cũng khá là hợp lý luôn. Còn ai có caption không mọi người? Nếu mà mọi người ngại nói thì mọi người có thể chat ở bên bên khung chat để mà mình có thể collect được những cái content mà bạn nghĩ ra. Nhìn mặt tôi có giống sợ không? Nguyễn Ngọc Trinh, mời mời bạn Nguyễn Ngọc Trinh. Dạ em thấy ở phía sau có bé đang khóc ấy à, thì em có caption cho cả hai bé này luôn, Rồi mời em, cái là gì? là đang cry mà trong thời buổi dịch bệnh thì không cai thuốc được. Đang cry hả? Đang khóc. Ồ, Dạ bạn này chơi vần luôn ta. Giống rap quá vậy. Đang cry mà không cai thuốc được. Rồi, cảm ơn Trinh. Cái caption của Trinh đó nó có ẩn ý nha mọi người, nó có ẩn ý á. Nó là nó có ẩn ý rất là nhiều á. Rồi, mình sẽ đọc sơ qua. Nỗi đau này sao bằng ngày anh rời bỏ tôi. Đúng. Khá hợp lý. Đăng xăng xeo tự nhiên bắt đi tim. Em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa, nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá. Ảnh hai,
cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Vâng, mình thấy là các bạn khá khá bắt trend cũng như là tận dụng những cái trend, những cái lyric của các bài hát hoặc là những cái câu viral trên mạng để mình có thể làm một cái caption. Tuổi gì làm tổn thương được tôi? Thì đây là một cái caption, cái hình ảnh đầu tiên á, cái hình ảnh đầu tiên á là hình ảnh mà các bạn có thể thấy là hai cô nữ sinh, một cô á thì quan tâm đến cái kiến thức, còn một cô thì quan tâm đến vẻ đẹp của anh bác sĩ. Thì một cái caption này mình đã post trên group của mình là luôn luôn có hai kiểu học sinh, một kiểu học sinh là quan tâm đến học hành chăm chỉ, một kiểu học sinh là luôn tìm kiếm tình yêu chẳng hạn đó. Rồi cái caption thứ hai thì một cái caption thứ hai mình lên group là nó cũng khá giống với cái caption của mấy bạn, đó là nó theo nghĩa là có nghĩa là mình đã quá quen với nỗi đau rồi nên cái nỗi đau tim chích này nó không là gì hết, ở sâu bên trong mình đã quá đau rồi đó, kiểu vậy. Thì điều này mình muốn đưa cái hình ảnh này đến cho mọi người, vì mọi người cũng có thể thấy được rằng một cái hình ảnh thôi nhưng mà các bạn có rất nhiều cái caption và nó không có giới hạn. Đẹp chung á, cái tên của cái bài đó luôn á. Đó thì các bạn không có giới hạn về việc làm content. Đó thì đây là một cái ví dụ. Mình thấy rất nhiều bạn có những cái caption rất là hay. Và content là, mình nhắc lại, content là mọi thứ mình có thể cảm nhận và nó không có giới hạn. Ok, cảm ơn mọi người. Dạ, cho em cái slide tiếp theo. Ok, mình sẽ đến phần thứ hai, đó là cách tạo viral content. Thì ở đây mình có ba cái, theo mình thì ba yếu tố này nó đóng góp vào một cái nội dung viral. Đó là content is king. Đầu tiên content is king. Thì mình đặt content đầu tiên và mình gọi nó là king, nó là vua, tại vì sức mạnh của content là rất quan trọng. Tiếp đến đó là target audience, có nghĩa là khán giả, mục tiêu mà mấy bạn muốn hướng tới. Và cái thứ ba là distribution channel, đó là kênh phân phối của cái content mà mấy bạn vừa mới tạo ra. Đó, thì sơ lược thì mình sẽ nói thêm vào ba yếu tố này, tại vì không có nhiều thời gian nên là mình chọn ba yếu tố này để mà mình nói sơ trước cho mọi người. Ok, thì đầu tiên content is king. Cho em cái slide tiếp ạ. Ok mọi người, cái hình ảnh này hình như nó bị cắt cái phần ở dưới luôn ta. Đây là một cái clip nặng mụn trên YouTube mà tất cả mọi người đều có thể tìm được trên YouTube. Các bạn chỉ cần search nặng mụn thôi, và cái clip này nó tới 9 triệu view. Nó 9 triệu view nha mọi người. Nhưng mà nó chỉ xoay quanh về nặng mụn thôi, nó cũng không hoàn toàn hướng dẫn mọi người nặng như thế nào luôn. Nói chung là một cái clip đơn giản là cứ nặng mụn ẩn, cứ nặng từ từ ra. Thì tại sao mình lại để cái clip này? Tại vì đơn giản á, clip này nó chỉ đúng một content thôi, nó không có âm nhạc, nó không có câu chuyện, nó không có một kịch bản, nó cũng không có một cái cao trào hay là một cái biến cố nào đó, ví dụ như trong những kịch bản điện ảnh. Nó cũng không có effect, nó cũng không có chỉnh màu, nó cũng không có những cái yếu tố, những cái góc quay hoặc là quay bằng những cái máy cơ, máy chuyên dụng của các anh quay phim. Nó cũng không có những cái góc quay flycam các kiểu, nhưng mà nó vẫn 9 triệu view. Thì nó là một video mà mình đánh giá nó là một video thuần về nội dung. Nó không có quá nhiều những cái tác nhân phụ trợ, ví dụ như âm nhạc, ví dụ như là hình ảnh từ góc quay bla bla bla, thì các bạn cũng có thể thấy. Nhưng mà nó 9 triệu view tại vì nội dung của nó quá tốt. Có nghĩa là mọi người rất thích coi những cái video nặng mụn. Tại sao? Tại vì các bạn rất thích cái quá trình mà cái cục mụn nó đi ra khỏi mặt mình, đúng không? Đó. Thì đây là một cái ví dụ mà mình nói rằng tại sao mà các bạn TikTok, các bạn chơi TikTok ngày nay á, rất là nhanh để có thể đạt được những cái video triệu view. Tại vì
các bạn chỉ cần tập trung đúng vào content thôi, các bạn không cần phải lên kịch bản hay là phải mua những cái máy quay về, nhưng mà miễn content các bạn hay thì các bạn sẽ đạt được triệu view rất nhanh, đặc biệt là trên TikTok. Đó. Thì hình như cái slide này các bạn có thấy cái số lượng like, thì đây là một cái video trên YouTube của mình, một cái video trả bài miệng mà cũng đạt được 9 triệu view. Nhưng mà có một điểm khác, có nghĩa là 9 triệu view cái video nặng mụn hồi nãy á thì nó chỉ có khoảng 21.000 like thôi. Nhưng mà video này của mình á thì nó đạt được 150.000 like trên YouTube. Thì đây là video mà nhiều view nhất trên kênh của mình. Thì điều đó rút ra là gì? Điều đó rút ra là ok, content là king, nhưng mà nếu như các bạn biết cách kiểm soát content và các bạn biết cách làm một cái content hoàn chỉnh thì nó cũng đạt bao nhiêu đó view, nhưng mà cái số lượng mà người họ yêu thích cái content của các bạn á, nó sẽ nhiều hơn. Giống như cái clip nặng mụn hồi nãy á, thì mình thích coi nó, nhưng mà mình cũng không biết được là nó đến từ đâu, hoặc là nó là của ai, hoặc là nó đóng góp gì cho cái cảm xúc của mình. Nhưng với một cái video có nội dung, có kịch bản, có mở bài, thân bài, kết bài, có cao trào, bla bla, và có thông điệp, thì khi mà người xem họ nhìn vô và họ biết được là họ biết được đây là ai, và họ biết được là thông điệp này như thế nào, và họ hiểu được cái mong muốn của người làm video, thì họ sẽ yêu thích video này nhiều hơn. Thì có nghĩa là khi các bạn làm content thì các bạn cũng phải nghĩ đến việc là chúng ta cần phải kiểm soát content của mình, chúng ta cần phải truyền đi một cái thông điệp nào đó. Ví dụ như video hồi nãy nó nhiều view nhưng mà nó không được nhiều like, tại sao? Tại vì nó không có một thông điệp cụ thể. Nhưng video của mình thì nó có thông điệp. Khúc cuối của video này của mình là mình động viên mọi người sau cái vụ lũ miền Trung á, mình kiểu động viên mọi người hỗ trợ đồng bào miền Trung, thì mọi người coi xong video này và coi được cái thông điệp của mình, và mọi người bắt đầu like cái thông điệp này nhiều hơn, share cái video này nhiều hơn vì cái thông điệp đó. Chứ vậy mình content is king và kèm theo thông điệp thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đó. Dạ, cho em tiếp cái slide. Rồi, thì đây là một cái câu nói mà mình rút ra khi mà mình làm content khoảng tầm 4 năm trở lại đây. Đó là khi mà mình họp với lại mọi người để mà ra một cái ý tưởng nào đó trong một cái video á, thì đa phần á là tụi mình luôn luôn có một cái rule, có nghĩa là có một cái quy định, đó là không được giết idea của bất kỳ ai. Tại vì sáng tạo là không có, nó chỉ được thực sự thăng hoa khi mà không có sự phán xét. Có nghĩa là khi các bạn nghe một idea nào đó thì các bạn sẽ vô tình phán xét cái idea đó ngay, là xem nó có viral hay không, nó có hay hay không, nó có hài hay không, hay nó có du duyên hay không. Nhưng mà cái sự phán xét đó vô tình của các bạn sẽ làm mất đi một ý tưởng hay, nếu như các bạn chưa nhìn cái ý tưởng đó bởi nhiều cái góc nhìn. Thì cái mà mình muốn á, mọi người khi mà làm content á, hoặc là khi bàn content với lại những người làm chung với mình á, thì mấy bạn đừng phán xét sự sáng tạo và đừng giết chết đi một ý tưởng. Đặc biệt là ý tưởng nó vừa mới nói ra khỏi miệng thôi mà các bạn đã muốn giết chết ý tưởng đó, thì thật sự nó rất là tàn nhẫn đối với những người làm content như mình. Đó. Thì tiếp theo đó là mình muốn các bạn có một cái tâm thế này khi các bạn nghĩ đến một cái idea. Có nghĩa là hãy ghi lại ý tưởng của bạn như thể đó là lời trăn trối. Tại sao mình lại nói câu này? Tại vì thực sự khi một ý tưởng nảy ra trong đầu á, cái người đầu tiên phán xét cái ý tưởng của bạn chính là bản thân mình. Các bạn sẽ tự phán xét. Giống ví dụ như các bạn nghĩ ra trong đầu, bạn thấy hay lắm, nhưng khi các bạn bắt đầu bạn ghi lại á, thì các bạn sẽ tự phán xét cái idea của mình, và các bạn sẽ khó khăn với idea của mình hơn. Nhưng nếu các bạn đặt vào một cái tình huống, đó là bạn đang sắp qua bên kia thế giới, bạn đang để lại một cái lời trăn trối cho những người ở lại thế giới này, thì các bạn sẽ nói gì? Thì lúc đó các bạn sẽ không còn thời gian để phán xét cái ý tưởng của các bạn nữa, đúng không? Tại vì đây là lời trăn trối mà mình không ghi nữa thì coi như mình không còn để lại gì được cho cuộc sống này nữa. Nên thành ra hãy, nếu được thì hãy đặt mình vô cái tình huống này để mà các bạn có thể
mạnh dạn hơn và đừng phán xét bản thân mình quá nhiều khi bạn ra một cái idea. Tại vì khi mình hợp idea thì càng nhiều idea càng tốt. Tại vì ở ngay cái thời điểm bạn ra idea, bạn thấy cái idea đó không hay, nhưng bạn ngủ một giấc, ngày mai bạn dậy và bạn coi lại idea đó, tự nhiên bạn thấy hay. Đó là cảm xúc mà. Nên thành ra nếu được thì hãy đặt mình vô một cái vị trí như thế này để mà mình có thể mạnh dạn hơn với những ý tưởng của chính bản thân mình, và đừng có tự giết idea của mình. Tại vì nhiều lúc đó là những idea để đời á, nhưng mà các bạn vô tình các bạn giết thì nó rất là ổn. Ha. Ok, cho em cái slide tiếp ạ. Ok, mình lấy cái hình này cho vui nha mọi người, không có ý gì đâu. Thì sẽ nói về target audience là những người khán giả đang xem một cái nội dung của các bạn. Thì mình muốn hỏi là các bạn hiểu như thế nào về target audience, khán giả mục tiêu? Có ai có câu trả lời không? Cho mình xin những cánh tay nào. Mời Phạm Minh Thư. Dạ vâng, em chào anh và chào mọi người ạ. Đối với chào em thì nó có hai loại ạ. Một loại là cái lượng, một cái là lượng khán giả mà mình đang hướng tới, và một cái là đối tượng khán giả mình đang hướng tới. Một cái content sinh ra thì bao giờ cũng có một đối tượng nhất định. Thì đó là đối tượng mình đang hướng tới, một cái content mình làm ra để mình ví dụ như là content buôn bán đồ trung niên, thì cái đối tượng khán giả mà mình hướng tới là những người trung niên trong lứa tuổi đó, hoặc là những người có gia đình, có người là tuổi trung niên để mua những sản phẩm đó. Và đó là cái đối tượng mình cần hướng tới rồi. Em cảm ơn. Đúng rồi. Cảm ơn Thư. Câu trả lời của Thư cũng khá là chính xác. Còn ai câu trả lời không? Mọi người. Hình như anh mới thấy Khoa mới giơ tay đúng không? Xin lỗi em, anh chỉ đọc được chữ Khoa thôi. Dạ đúng rồi ạ. Dạ thì em nghĩ là các cái audience là trước khi mà mình muốn nghĩ ra một cái content nào đó thì mình phải xác định được cái đối tượng truyền thông của mình là gì. Thì để từ đó mình mới đưa ra được cái nội dung phù hợp để truyền tải đến cái đối tượng đó, tiếp cận được đúng với đối tượng mình mong muốn. Dạ em xin hết. Đúng rồi, cảm ơn Khoa. Ok, dạ chị cho em cái slide tiếp ạ. Thì anh sẽ nói sơ qua là có khoảng tầm dạ cái slide trước là gì? Hình như có cái slide trước là dạ đúng rồi. Dạ không độ tuổi đúng rồi. Thì nó có ba cái yếu tố. Cái ba yếu tố đó là độ tuổi, giới tính và khu vực. Thì mình sẽ nói sơ về độ tuổi trước. Thì mình khi mà mình hồi nãy bạn Khoa có nói cũng một phần đúng á, đó là khi mà bạn làm một cái content nào, hoặc là bạn quảng cáo cho một nhãn hàng nào, và bạn muốn tiếp cận cái khách hàng của nhãn hàng đó, thì các bạn cần phải tìm hiểu xem là nhãn hàng đó nó lứa tuổi sử dụng cái nhãn hàng đó là gì. Ví dụ như những người mà thần tượng Sơn Tùng đi, thì họ là thuộc lứa tuổi nào. Thì dạo gần đây chúng ta có cái thuật ngữ là Gen Z, nó là một thuật ngữ khá nổi ở dạo gần đây. Thì đó là một cái cách gọi của những người làm marketing đến những cái tệp khách hàng của mình. Ví dụ như là chúng ta trước đó chúng ta có Gen X, Gen Y, Gen Z, và sau Gen Z là Gen Alpha. Đó thì mỗi thời kỳ của mỗi lứa tuổi á, nó đều có những cái thị hiếu cũng như là thói quen tiêu dùng khác nhau. Chính vì vậy mà dựa vào đó, người bán hàng cũng như là người quảng cáo họ có thể tiếp cận đúng hơn với đối tượng của mình. Thì về độ tuổi thì khi các bạn làm content cho độ tuổi trẻ, ví dụ như là mấy em khoảng dưới 18 đi, thì các bạn không thể nào làm content 18 cộng cho mấy em đó được. Đó là điều đầu tiên, đúng không? Cái thứ hai là các bạn phải nhanh. Có nghĩa là các bạn hiểu là những người càng trẻ thì họ sẽ càng dễ mất tập trung.
Có một cái nghiên cứu mà khi mình làm content luôn, mình phải tìm hiểu luôn á, là Gen Z là mấy bạn tầm khoảng năm 1995 trở trở đến năm 2010 á. Đó là những bạn là thuộc lứa Gen Z á, thì mình nghĩ đa số các bạn ở đây đều là Gen Z. Thì có nghĩa là các bạn lớn lên trong cái thời đại công nghệ số rồi. Nên thành ra là các bạn tiếp cận quá nhiều nội dung, có nghĩa là lên TikTok thôi là bạn thấy bạn xem tầm khoảng 20 clip luôn, đúng không? Có ai mà xem kiểu lên TikTok xem 100 clip không? Lên TikTok ngồi lướt lướt một hồi cái nhìn qua thấy trời tối luôn không? Đó, có người nào không? Đó, thì các bạn thấy là bạn xem quá nhiều nội dung và nhiều lúc các bạn bị bão hòa, có nghĩa là nhiều nội dung tiếp cận các bạn quá, và để các bạn tập trung chăm chú xem kỹ một nội dung đó, rất khó. Nên thành ra những bạn Gen Z đó, họ chỉ dành khoảng tầm 8 giây thôi. 8 giây để tập trung một nội dung trên mạng xã hội. Nhưng mà những lứa Gen Y á, những người mà sinh sinh trước năm 1995 á, là 94 rồi 8X á, thì họ dành tới 12 giây lận, có nghĩa là họ xem sẽ kỹ hơn những cái bạn mà Gen Z. Đó, chính vì vậy khi mà chúng ta đánh vào đối tượng Gen Z, chúng ta không thể nào chúng ta làm một cái content mà sau người ta mất 8 giây người ta coi và người ta vẫn không hiểu gì hết, thì coi như là chúng ta thua, người ta sẽ rời khỏi video của chúng ta ngay. Nên chính vì vậy trong vòng 8 giây đầu các bạn phải giữ chân được người xem, còn nếu không thì chắc chắn video đó bạn không thể nào viral được, đúng không? Về độ tuổi, có bạn nói là em ít xem TikTok, em toàn xem Netflix, cũng đúng. Thì cái này anh sẽ nói sau về 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 phần distribution channel, là cái kênh phân phối, mỗi kênh phân phối nó đều sẽ khác nhau. Đó, thì khi mà các bạn muốn tạo một content thì các bạn cần phải tìm hiểu cái đối tượng mà các bạn muốn hướng tới, hoặc nếu các bạn cảm thấy content đó hay và nhưng mà các bạn lại không biết rằng cái content đó phù hợp với lứa tuổi nào, thì các bạn cần phải xem và nghiên cứu cái thị hiếu của từng từng giai đoạn. Ví dụ Gen Z họ thích gì, Gen Y họ thích gì, Gen X họ thích gì, Gen Alpha là mấy mấy bé mà 2000 sau 2010 á, thì họ sẽ thích gì. Chắc chắn là bé mấy bé Gen Alpha nó sẽ khác khác Gen Z của chúng mình, tại vì Gen Alpha là lớn lên là smartphone đã đầy đủ rồi, và hồi nhỏ đã tiếp cận tới YouTube rồi, hồi mà còn con nít ăn cháo là đã tiếp cận tới YouTube rồi, nên chắc chắn là mấy bé Gen Alpha bây giờ nó sẽ hiện đại hơn mình rất nhiều nữa. Đó, thì đến lúc đó mình phải lại nghiên cứu mấy bé đó nữa để mình làm những cái content nó phù hợp với mấy bé đó. Có mấy vài bạn nói đuôi nói vui. Ok, thì đó là về độ tuổi ha. Ok, tiếp, dạ cho em slide tiếp ạ. Thì về giới tính thì giới tính cũng là một rất quan trọng luôn, tại vì mỗi kênh của mỗi người á không thể nào mà tiếp cận 100% tất cả các giới tính được, chắc chắn phải chia ra. Ví dụ như là kênh của mình đi, kênh của mình là tới khoảng 60 đến 70% là nam á, và 30 đến 40% là nữ thôi, nghĩa là nam thích coi mình nhiều hơn dạng vậy. Nhưng mà ngược lại có những cái kênh mấy bạn khác, mấy bạn nữ thì mấy bạn nữ coi nhiều hơn, ví dụ mấy kênh beauty vlog đó này nọ. Thì khi bạn đã lọc ra được độ tuổi, bạn cũng phải lọc ra được giới tính luôn, là bạn muốn đánh giới tính nào. Ví dụ như những bạn con trai thích làm về hài, hoặc là những bạn LGBT thích làm về hài, thì các bạn cũng thể đánh vô những cái cộng đồng của mấy bạn luôn vẫn được. Và những tại vì nếu như bạn phân tích càng kỹ á, thì các bạn sẽ dễ tiếp cận những người muốn xem bản thân mình, những người mà thực sự có thể là fan của mình á, thì dễ hơn nữa. Nên nếu mà có phân tích, có chuẩn bị thì sẽ làm tốt. Thì mỗi giới tính á, thì có một cái điều đó là con trai với con gái luôn luôn không hiểu nhau, nên chính vì vậy á, nó suy ra được là con trai với con gái có những thị hiếu khác nhau, đúng không? Đúng không? Nếu mà hiểu nhau thì thế giới này hòa bình hết rồi. Đó. Nên ra là con trai với con gái luôn luôn không hiểu nhau, tại vì họ quá khác nhau. Nên chính vì vậy nếu bạn muốn tạo những cái nội dung nào mà thiên về một cái giới tính nào đó, thì các bạn phải nghiên cứu cái giới tính đó, họ thích gì, con trai thích gì, con trai sẽ muốn coi cái gì. Đó, con gái cũng vậy, con gái thích gì, con gái sẽ muốn coi những cái gì. Ok, dạ rồi, cho em slide tiếp ạ.
khu vực. Tại sao mình lấy hình này, tại vì cái anh này đi đi đâu cũng gặp gì đó, đi rất là nhiều, nó vụ khách tiệm đi rất là nhiều, thì có một điều là ở mỗi khu vực á thị hiếu vẫn vẫn khác nhau luôn. Ví dụ như là các bạn ở miền Bắc á thì các bạn sẽ thích coi những người có giọng Bắc hơn, tại vì đó là thân thuộc. Ở trong mình thì dùng là related, nó có nghĩa là liên quan á, họ cảm thấy là những người nói giọng Bắc sẽ phù hợp với lại mình hơn, phù hợp với văn hóa, cách nói vân vân, và họ sẽ thích coi những người giọng Bắc. Và những bạn nào ở miền Tây thì các bạn sẽ thích coi những cái vlogger hoặc là youtuber miền Tây, dân giả miền Tây. Những bạn nào ở thành phố thì họ sẽ coi những bạn mà hay làm ở thành phố, hay có một cái background, cái background ở video là thành phố, hoặc là nói giọng thành phố, hoặc là đã từng sống thành phố rất lâu, dạng vậy. Thì phải có những điểm chung, đúng không? Chúng ta làm video cho người xem và chúng ta phải tìm được điểm chung giữa chúng ta với người xem dựa trên những cái yếu tố này, thì cái lượt xem chúng ta sẽ tiếp cận đúng với những người mà chúng ta mong muốn hơn. Thì video của mình thì đa phần là tiếp cận toàn mấy bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Ở ngoài tiếp đến là ở Hà Nội, sau đó là Đồng Nai, rồi Bình Dương đó. Thì qua đó thì cũng thấy là đa phần thì những bạn ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ thích coi Lương Chi hơn, tại vì giọng Lương Chi giọng miền Nam chẳng hạn vậy đó. Điều đó thì sẽ làm cho mọi người sẽ cảm thấy thân thuộc hơn, nên khi các bạn muốn đánh, các bạn ở miền nào á, hoặc là các bạn nói giọng nào á, thì khi bạn chọn cái đối tượng khán giả, các bạn cũng sẽ phải nghiên cứu về vấn đề khu vực, tại vì mỗi giọng miền á, nó đều có những cái giải trí riêng của nó, đúng không nè? Đó, chúng ta nói giọng Bắc thì chúng ta có những cái câu nói của người Bắc khá là hài hước, giọng Nam cũng vậy, giọng miền Trung cũng vậy, giọng miền Tây cũng vậy, vân vân. Và thị hiếu của những của mỗi vùng miền nó cũng khác nhau tùy văn hóa luôn đó. Dạ rồi, cho em slide tiếp. Ok, mình đến phần thứ ba, đó là kênh phân phối. Khoảng tầm 2 năm trở lại đây thì TikTok là một trong những kênh phân phối được các bạn trẻ sử dụng nhiều nhất. Và điều đó cho thấy về mặt kinh tế luôn, có nghĩa là TikTok đang trở thành một kênh có tăng trưởng về mặt kinh tế cao nhất thế giới. Là người ta mua cổ phiếu TikTok rất nhiều. Đó, chính vì vậy thấy TikTok phát triển rất nhiều và đem đến rất nhiều cái tài năng, những talent, những người nổi tiếng mới cho cộng đồng. Thì TikTok cũng là một phần của Gen Z luôn. Các bạn trẻ bây giờ sử dụng TikTok rất là nhiều. Và các bạn đã bắt đầu xài TikTok từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường luôn, chứ không phải là đợi đến khi tốt nghiệp rồi mới xài. Còn nhỏ luôn đó. Nên thành ra là TikTok là một kênh phân phối mới. Nhưng khi các bạn chọn một kênh phân phối, giống như hồi nãy mình có thấy là các bạn, có một bạn nói là em không có TikTok nhưng em chỉ có Netflix. Thì khi các bạn chọn cái kênh mà để phát cái nội dung của mình đến những người trên mạng á, thì các bạn cũng phải nghiên cứu từng cái nền tảng. Dạ, cho em cái slide tiếp. Thì có rất nhiều cái nền tảng trên mạng xã hội. Chúng ta có nổi tiếng nhất là Facebook, đúng không nào? Sau đó là YouTube, tiếp đến là Instagram, TikTok, Twitter. Hồi đó chúng ta có Snapchat. Rồi những người mà làm thiên về nghệ thuật á, thì họ sẽ sử dụng Vimeo. Đó, rất là nhiều các nền tảng trên mạng xã hội. Việt Nam mình chúng ta cũng có Zalo, vân vân vân, Gabo. Đó là những cái nền tảng của Việt Nam. Hoặc là clip.vn, hoặc là myclip.vn. Đó, rất là nhiều nền tảng. Và Netflix cũng như là VOn hay là Galaxy Play, đó là những cái nền tảng mới của Việt Nam. Netflix thì hồi nãy cái việc mà các bạn, một bạn nói là em không có TikTok mà em có Netflix, thì rõ ràng TikTok và Netflix là hai nền tảng khác nhau. Có nghĩa là các bạn để ý là TikTok và Facebook á, là các bạn sẽ không được chọn video các bạn muốn xem, mà các bạn lướt xong bạn vô tình bạn thấy cái video đó. Còn Netflix và YouTube á, là các bạn sẽ có quyền chọn video bạn muốn xem. Bạn muốn xem video đó, bạn bấm vô bạn mới xem. Đó là hai cái nền tảng khác nhau rồi. Nên chính vì vậy á, nó sẽ tùy theo cái thị hiếu. Ví dụ như bạn là người không thích cái sự vồ vập á, kiểu như là các bạn không thích là ok, tao 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 phải
chọn lọc video tao mới muốn, tao mới coi, chứ tao không có thích là tự nhiên có video nó nhảy vô tao, tao phải xem cái video đó, hoặc là tao phải toxic vì cái video đó. Thì đó, đó là tùy theo tính cách của mỗi người. Thì mình không có phán xét cái việc đó, chỉ đơn giản đó, nó là hai nền tảng và nó có những cái thuật toán khác nhau. Nên thành ra nó sẽ đáp ứng những cái thị hiếu khác nhau. Ok, về TikTok, về Facebook thì đó là những nền tảng mà các bạn có thể thấy là ai cũng có thể tiếp cận được, và các bạn cũng có thể tiếp cận một cách vô tình luôn, các bạn không có cố ý gì hết, bạn chỉ lướt và bạn thấy, bạn coi và nó ập vô mặt các bạn không có đề phòng gì hết. Đó, nhiều lúc là các bạn tự nhiên đang vui vẻ, các bạn coi trúng một cái video toxic trên TikTok, các bạn thì nguyên ngày nó phá cảm xúc của các bạn. Và đó là một cái bất lợi của TikTok. Nhưng cái lợi của TikTok là nhiều khi nó cho bạn những bất ngờ rất là vui, ví dụ như coi những video mình không biết chọn video nào, tự nhiên nó lại cho mình coi những cái video khá là hay. Đó, nhiều lúc nó cứu nguyên cả ngày của mình, chẳng hạn. Đó là những cái điểm lợi và điểm hại. Thì điều đầu tiên khi các bạn muốn phát triển một cái nội dung, các bạn phải nghiên cứu những nền tảng để các bạn, những nền tảng mà các bạn muốn chiếu cái video đó lên, hoặc là những cái nội dung mà các bạn muốn làm á, thì bạn nghiên cứu kỹ. Phải biết rằng ok, Facebook sẽ là đối tượng phù hợp với lại những nội dung nào. Ví dụ như các bạn nào mà thích làm phim đi, như phim ngắn đi, thì các bạn không thể nào post lên TikTok hoặc là Facebook được, tại vì đó là không phải là những nền tảng tốt cho làm phim. Đó là chỉ nền tảng cho những cái video viral đơn giản cuộc sống thôi. Còn làm phim là phải YouTube hoặc là Vimeo, những cái hoặc là Netflix chẳng hạn. Đó, đó là những nền tảng mà khi mà người ta phải thực sự muốn coi phim á, người ta bấm vô, người ta tìm phim của bạn và người ta coi, thì lúc đó là mới hợp lý. Còn người ta vô tình ta coi phim của bạn á, thì họ chỉ coi một trích đoạn thôi, họ sẽ không dành hết nhiều thời gian để coi nguyên cả phim đâu. Đó, chính vì vậy, phim ngắn, tại sao mà các bạn có thể thấy các MV hoặc là các chương trình lớn á, nó đều chiếu lên TikTok, nó đều up lên YouTube hết, mà họ không bao giờ họ up một cái bản full nào lên Facebook hoặc là TikTok cả. TikTok và Facebook chỉ là những cái nền tảng để mà họ kéo người xem về cái sản phẩm chính của họ thôi. Đó, thì cái này bạn phải hiểu. Mỗi nền tảng thì các bạn sẽ sử dụng cho nó hợp lý. Dạ rồi, trên slide tiếp. Ok, thì một cái điều mà mình rút ra được khi mà mình làm về về sáng tạo nội dung trên mạng xã hội á, thì các bạn phải hiểu cái mạng xã hội đó, và các bạn phải học về những cái luật trên mạng xã hội đó. Ví dụ như các bạn vô một cái sân chơi nào đó, thì các bạn cũng phải biết cái luật của sân chơi đó. Nếu các bạn không biết, các bạn sẽ phạm những sai lầm, và đáng tiếc nhất là các bạn mất luôn cái kênh đó. Đó, các bạn mất luôn cái kênh đó. Thì đó là điều đáng tiếc nhất. Mình đã từng sớm bị mất một cái kênh YouTube mấy trăm ngàn follow, mấy trăm ngàn subscriber, tại vì mình không có hiểu về luật. Hoặc là mới đây là các bạn có thể thấy là Misty và Virus đã từng bị mất kênh YouTube, và Misty thì lấy lại được, còn Virus thì không. Thì đó là những cái đáng tiếc mà nếu như các bạn không tìm hiểu về mỗi cái luật của một cái nền tảng nào đó, thì các bạn sẽ rất dễ bị mất cái kênh của mình. Và cái này thì các bạn chỉ có thể học thôi, tại vì họ đã soạn cho các bạn rất nhiều một cái bộ luật rồi, và đa phần thì chúng ta đều bỏ qua, chúng ta không đọc. Nhưng mà mình nghĩ nếu các bạn nghiêm túc về làm content creator á, thì các bạn phải học kỹ những cái tiêu chuẩn cộng đồng này, để các bạn không bị phạm, thứ nhất là về quy định của nền tảng đó, thứ hai về pháp luật của Việt Nam nữa, đúng không? Việt Nam mình chúng ta có giới hạn thuần phong mỹ tục vân vân, nên thành ra là chúng ta không thể nào muốn làm gì chúng ta làm, mà chúng ta cần phải học kỹ để chúng ta hạn chế những rủi ro cho bản thân mình cũng như là team của mình. Ok, rồi, xong rồi. Mấy bạn nào có câu hỏi thì cứ hỏi nha. Phần thuyết trình của Lương Chi xin hết. Bạn nào có câu hỏi thì cứ hỏi thoải mái. Dạ rồi, xin cảm ơn anh Lương Chi ha. Cái phần thuyết trình rất là hấp dẫn, các bạn tương tác rất là tốt. Và bây giờ đến phần câu hỏi ha. Thì lúc nãy ở đầu giờ thì cũng có một số bạn là có gửi vào trong chat box Lân Chi. Thì dạ, mình xin phép mình đọc lại ha. Dạ. Em chào anh, content của anh rất độc quyền và rất viral.
Thời điểm anh làm content như vậy là do team mình tự ngồi lên ý tưởng, idea hay đi tham khảo ở các bên khác để mượn tài liệu ạ? Câu trả lời câu hỏi của bạn Trúc. Thì mình bắt đầu làm kênh là kênh bên Battle Club. Thì cái thời điểm mà Battle Club là thời điểm 2017. Thì cái format mà tụi mình làm đầu tiên đó là đố sàm. Nhưng mà cái đó là một cái challenge của bên Mỹ. Có nghĩa là các YouTuber bên Mỹ đều challenge nhau bởi một cái challenge đó là dad joke, có nghĩa là câu đùa của bố. Thì đó là một cái trò chơi phổ biến bên Mỹ luôn và nó không có bản quyền. Và ai thích YouTuber nào cũng có thể chơi cái trò chơi đó trên kênh YouTube của mình. Thì lúc đó mình và bạn của mình thấy cái video đó hay quá và muốn đem về Việt Nam, gọi là Việt hóa nó lại. Thì lúc đó là mình đem về mà mình phải nghĩ ra những cái câu, mình phải tự nghĩ. Nghĩa là cái format đó thì mình có thể tham khảo, nhưng mà những cái câu á, những cái câu mà trong cái trò chơi đó mình phải tự nghĩ. Và điều đó đã đem về cho mình một cái video 1 triệu view lần đầu tiên ở trên kênh Battle Club về đố sàm. Thì đó. Thì về tham khảo á, thì khi mà bạn muốn lấy một cái ID nào đó thì các bạn phải tự xem, tìm hiểu xem là ID đó có bản quyền hay không. Tại vì vấn đề bản quyền nó rất là nhạy cảm và nó gây war, rất dễ gây war với nhau. Nếu như các bạn vô tình á, bạn không cố ý á, nhưng mà người mà bị ăn cắp á, họ vẫn sẽ nghĩ bạn cố ý. Đó, nên thành ra là khi mà các bạn tham khảo, tại mình thấy trên TikTok thì bây giờ cái việc mà lấy content nó rất là nhiều luôn. Và đa phần thì mình thấy là các bạn nếu mà đã lấy á, thì một là phải xin phép, hai là phải để credit. Đó, thì nó sẽ chuẩn hơn. Tại vì nhiều lúc là mình cũng không biết cái content gốc đó là của ai. Đó, nên thành ra là nhiều lúc các bạn lấy rất là nhiều, mình thấy TikTok lấy rất là nhiều nhưng mà không để content, không để credit, thì điều đó sẽ gây hại. Tại vì mình lấy của người khác thì sớm muộn mình cũng bị lấy dạng vậy, nên thành ra là mà khi mà mình bị lấy á, mình muốn tố người ta thì mình phải xem lại mình xem là mình có lấy của ai không thì mình mới tố người ta được đó. Chứ vậy nên các bạn nên respect những cái ID của những người khác, đừng có lấy. Và nếu mà có tham khảo á, thì các bạn phải cho mình cái giới hạn, ok, tham khảo ở những góc độ nào thôi, chứ đừng có tham khảo 100%. Thì nếu 100% thì giống như chúng ta có thể thấy một cái sự kiện gần đây, đó là Rap Việt đang lấy những cái đồ họa của bên nước ngoài đó, đó thì bây giờ bắt đầu chơi tranh cãi rất là nhiều. Ok, cảm ơn các bạn. Dạ, cảm ơn Linh Chi rất nhiều ha. Câu hỏi tiếp theo luôn, trước khi mà mình đến các cái câu hỏi trực tiếp ha, tại vì các bạn đã gửi từ đầu chương trình rồi. Yeah. Em chào anh, em tên Trang, lớp PA 1920. Em biết anh nhờ những video hài có độ viral lớn trên mạng xã hội. Vậy anh cho em hỏi, có bao giờ anh cảm thấy khó khăn hay áp lực về việc sáng tạo content để giữ chân khán giả không ạ? Anh có lo lắng về nội dung của mình sẽ bị một màu không? Cảm ơn anh. Ok, cảm ơn Trang. Thì cái điều đó là điều luôn trăn trở trong bất kỳ những người làm creator content nào luôn. Đó là mình phải làm sao để mình giữ cái lửa nhiệt huyết trong mình, và thứ hai là phải giữ cái độ hay cho khán giả của mình. Thực sự thì có những thời điểm là Lương Chi có những video nó không viral, mình phải chấp nhận luôn. Thứ nhất đó là những video quảng cáo là một. Cái thứ hai là những video nó có nhiều cái lỗi và nó bị một màu, có nghĩa là các bạn dùng cái từ một màu là đúng á, có nghĩa là khi mà họ xem mình quá nhiều và họ bắt bài được mình, đó là cái điều mà creator nào cũng bị. Khi mà các bạn nổi lên rồi, các bạn được nhiều người biết rồi thì họ sẽ kỳ vọng các bạn, và khi mà khán giả mình kỳ vọng mình á thì họ sẽ kỳ vọng là bạn làm cho họ bất ngờ hơn. Tuy nhiên cái sự kỳ vọng đó lại là áp lực, tại vì nếu như các bạn không làm được cái gì đó khác á, thì họ sẽ nghĩ là các bạn một màu, các bạn hết thời, vân vân vân. Nên để các bạn duy trì được cái đó thì các bạn phải chiến đấu với họ, có nghĩa là các bạn không được để họ bắt bài.
không được để họ bắt bài. Có nghĩa là mình phải suy nghĩ trước luôn, có nghĩa là à nếu mà mình đi theo cái miếng này nè thì cái miếng này nhiều quá rồi, ai cũng dùng rồi, mình phải có cái miếng khác, mà cái miếng đó nó phải bất ngờ hơn, hoặc là nó phải nhiều lớp hơn, kiểu như là ok cái miếng này nhưng mà không phải cái miếng này ở dạng gì đó, nó phải nhiều lớp hơn và phải không ngừng thử thử. Ví dụ như là khi mà bạn có một cái idea hay, các bạn phải thử, các bạn phải quay thử, các bạn phải hỏi những người xung quanh xem đó, bla bla, phải không ngừng dò hỏi rất là nhiều để mình thay đổi. Thì mình cũng đã từng có trải qua cái khó khăn đó và mình đã vượt qua được nhờ những cái nội dung lạ hơn rất là nhiều. Cái thời điểm khó khăn thì là thời điểm chuyển giao á, mình làm Battle Loop xong rồi mình qua làm kênh riêng á, thì đó là cái thời điểm khó khăn nhất, nhưng mà mình đã tìm được cái content có thể giúp mình đi được kênh riêng, thì đó là cái khó khăn của mình. À, cảm ơn Linh Di rất nhiều ha. À, thì bây giờ là để dành cho các bạn, mình sẽ đặt câu hỏi trực tiếp cho anh Linh Di ha. À, bây giờ các bạn chủ động mình bật mic để mình tương tác với lại diễn giả luôn. À, cô mời bạn Ngọc Trinh nè. À, Ngọc Trinh là mở mic đặt câu hỏi trực tiếp với lại anh Linh Di luôn em nha. Hoặc là bạn Lê Phương Thảo ha. Lê Phương Thảo, em có bật mic được không? Vậy thì mình xin phép và mình đọc cái câu hỏi của các bạn ha. Bạn Ngọc Trinh. À, bạn Ngọc Trinh thì cái câu hỏi nó cũng tương tự như là câu hỏi lúc nãy ha, nên là mình xin phép không gặp lại. À, bạn Phương Thảo là, dạ anh ha, cho em hỏi về tiếp thả miếng hài trong những video của anh, có bao giờ anh cảm thấy miếng hài của mình bị nhạt không? Em cảm ơn. Ok. Thì thực sự á thì những cái miếng hài á thì mình muốn nói luôn, đó là các bạn phải chấp nhận cái bản nhạc. Các bạn phải chấp nhận cái miếng nhạc đó đã, có nghĩa là bạn không sợ bị nhạt thì bạn mới làm hài được. Tại vì khi mà bạn sợ là ok, bạn sợ là mình ra cái miếng này nó sẽ nhạt á thì bạn rất khó làm hài, tại vì các bạn đã có áp lực cho bản thân rồi, mà làm hài là phải tự nhiên, hiểu không? Có nghĩa là các bạn phải phải có một cái thoải mái đó, mà phải thoải mái trong người đã. Tại vì khi mình vui á, khi mình vui vẻ mình mới dễ nói chuyện cười được. Còn khi mình áp lực, mình khó chịu á, mình nói chuyện cười không ai cười được, tại vì bản thân mình đã bạn gặp áp lực cho mình rồi. Nên khi mà các bạn làm miếng hài á, thì cái bí quyết quan trọng là các bạn phải không nghĩ ra, không phải đặt áp lực cho mình chấp nhận luôn. Ok, tao có thể hà, tao có thể nhạt như vậy đó, tôi có thể không vui vậy đó, nhưng mà đó là chính tôi và đó là lúc tôi thoải mái nhất. Thì mình phải cởi bỏ cái áp lực ra từ từ để mình thoải mái cái đã thì mình mới làm hài được. Còn nếu mà mình cứ quá nhiều áp lực lên vai á thì mình sẽ bản thân mình không vui á, mình không làm cho người khác vui được đâu. Đó. Rồi để mà còn cái tiếp làm hài á thì nó ở xung quanh cuộc sống, có nghĩa là hài là châm biếm, hài là bản chất là bạn châm biếm những cái vui trong cuộc sống. Bạn đi đâu bạn cũng có thể nhìn được những cái niềm vui, nhìn nhìn những cái niềm vui trong bất kỳ cái tình huống nào luôn, hoặc là coi những video trên mạng bạn thấy tại sao nó vui như vậy, kiểu vậy đó. Thì những cái tip là đơn giản là thứ nhất là thoải mái tinh thần, cái thứ hai là hãy để ý ở những cái tình huống trong cuộc sống nhiều hơn, lúc đó bạn sẽ thấy cuộc sống nó đẹp lắm, nó vui lắm. Còn đừng có áp lực quá, đừng áp lực quá, phải thoải mái trước thì mới làm hài được. Cảm ơn Linh Chi ha. Rồi cô mời tiếp bạn Phạm Minh Thư nào. À, mới thấy Phạm Minh Thư giơ tay lên xong rồi thấy thả tay xuống rồi. Vậy cô mời bạn Nguyễn Khắc Bảo Uyên ha. Dạ alo cô ơi, hồi nãy em bị bấm nhầm nó bị cấn vô tay à. Em nghe xin lỗi. Vậy bây giờ là bạn bạn Bảo Uyên đặt câu hỏi đúng không? À, mời em.
Em chào anh Long, em là Nguyễn Khắc Bảo Yên đến từ PA 90. Bật cam được không em? Bật cam lên. Em có một chia sẻ và cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh Long được không ạ? Là em có một cái trang bay về đề tài trường, em đang rất là nhiều bài viết. Và vẫn không được lượng tương tác cao. Em biết là em biết rõ cái thiếu sót tụi em là nội dung quá nhiều và không có điểm nhấn, không có ý mà người xem mong muốn. Để cho em vài cách để em khắc phục, cho em vài cách nữa để viết về mục đích một cái content thú vị đánh vào tâm lý của người xem được không ạ? Cái bài của em là có bao nhiêu người theo dõi? Dạ 1.000. 1.000. Em đã từng xem cái audience của em chưa? Ví dụ như là họ độ tuổi nào, họ giới tính nào chưa? Về đề tài môi trường thì ai cũng có thể xem được á. À, nhưng mà em phải coi trên bay á, coi trên bay của em á. Tại chạy trên bay của em nó sẽ có một cái mục là insight. Đó, em vào cái mục insight đó em sẽ coi là được là, tại vì có nhiều lúc á cái bay của em nam nhiều hơn chẳng hạn. Thì mình sẽ thiên về cái nội dung theo hướng đó nhiều hơn. Rồi cái thứ hai là về môi trường á. Về môi trường thì cái chủ đề á, thì mình nghĩ nó là khô khan á. Nhưng mà anh nghĩ là do mình chưa có tìm hiểu những cái người mà làm về content môi trường hài hước trên thế giới đâu. Em phải tìm hiểu hết. Em phải tìm hiểu xem là họ làm về môi trường mà vẫn viral là như thế nào. Em phải có những cái tham khảo của mình. Đó, sau đó thì em dựa vô cái chủ đề của em. Em dựa vô cái chủ đề của em và em nhìn vô những góc nhìn. Tại vì đa phần á, bây giờ á, là Gen Z tụi em á, là rất thích hài. Có nghĩa là cái gì nó cũng phải vui vui. Hoặc là cái gì nó phải deep. Đó, Gen Z là vậy. Một là vui ơi là vui, hai là deep ơi là deep. Đúng không? Đó, thì mình phải thuận theo cái đó. Mình hướng, ví dụ như môi trường mình có thể làm hài được không? Mình có thể bắt trend được không? Tại đa phần mình thấy, anh thấy là những cái chủ đề môi trường có thể bắt trend được dựa vào những cái trend đang mới, đang hot. Ví dụ như là rap Việt, bla bla bla. Đó, mình liệt kê ra những cái trend nào đang hot và mình dựa vào cái đó, mình bắt trend. Nói chung là mình phải đưa cái nội dung của mình nó phải càng ngày càng mới á, nó càng ngày càng bắt trend á, thì người ta sẽ dễ tiếp cận hơn. Và nó mang một chút gì đó hài hước thì người ta sẽ vui vẻ hơn. Mình đừng quá phụt, mình đừng quá kiểu như là nghiêm túc quá. Em phải tạo một cái, ví dụ như em là admin đi. Em phải tạo, ok em là một admin nhưng mà em phải là một admin vui vẻ. Đó, em phải là admin vui vẻ, mặn mòi. Thì những cái câu từ của em nó sẽ dễ được đón nhận hơn. Thì đầu tiên là về coi lại cái insight của cái bay cho anh trước, xem coi là cái đối tượng khán giả thực sự muốn coi cái của mình là ai đã. Mình phải biết họ. Và từ đó mình tìm thị hiếu của những người như vậy. Rồi để mình đi cho đúng. Xong rồi đó. Rồi Bảo Yên có cần anh Lân Di góp ý gì thêm không em? Dạ không, em cảm ơn anh nhiều. Vậy cô mời tiếp ha. Cô mời tiếp bạn. Cô khuyến khích các bạn là mình giơ tay rồi mình bật mic tương tác ha. Rồi cô mời bạn Bùi Thị Thùy Trang. Có hỏi anh một cái câu rồi, nhưng mà bây giờ em xin phép hỏi thêm một câu nữa được không ạ? Được em, thoải mái. Thì anh là một người sáng tạo nội dung và chủ yếu là anh làm bên mảng hài. Vậy thì cho em hỏi là những cái lúc mà anh có cảm xúc tiêu cực, những lúc mà anh cảm thấy không được vui, thì anh sẽ dùng những cách gì để anh có thể quản lý cảm xúc và làm cho mình trở nên tích cực hơn? Và anh cũng có thể giới thiệu cho em và mọi người ở đây một vài cái kênh YouTube hay là những cái bộ phim mà anh có thể xem những lúc mà anh thấy buồn để thay đổi cảm xúc không ạ? À ok, nhưng mà anh cho anh hỏi là tiêu cực là trong công việc hay trong cuộc sống hay là sao? Dạ, trong cuộc sống ạ. Trong cuộc sống luôn á hả? Dạ. Ok, tại vì anh là người rạch ròi á, anh là người rạch ròi á, ví dụ như trong cuộc sống á, thì anh không có để nó liên quan đến công việc. Kiểu như là
kiểu như nếu mà anh buồn trong cuộc sống á, thì anh trong công việc anh rất là anh không có buồn gì hết á, dạng vậy. Nhưng mà về trong công việc đi, trong công việc thì những cái lúc mà mình tiêu cực á, là thường á, nó thường đến từ những cái gì mình làm được và những gì mình không làm được, đúng không? Ví dụ như là mình một cái video nào đó không có nhiều view đi đó, một video không nhiều view, hoặc là nó vô tình nó bị đánh cộng đồng chẳng hạn, hoặc là nó vô tình nó vi phạm cộng đồng gì đó trong YouTube, thì lúc đó là sẽ tiêu cực. Nhưng mà anh thì anh không phải là người tiêu cực, anh là người rất tích cực. Có nghĩa là trong một cái tình huống nào đó tiêu cực đó, thì anh luôn luôn nhìn cái hướng tích cực. Ví dụ đi, ví dụ là anh hơi bị lì đó, kiểu như là ví dụ như cái video không hay đi, nhưng mà anh luôn luôn tự trấn an mình là tại vì họ chưa được thấy được cái hay, hết cái hay thôi, chứ không phải là không hay chẳng hạn vậy. Hoặc là nhờ cái video này mà mình mới biết được những cái điểm nào mình không nên bỏ vô trong video chẳng hạn. Là mình luôn luôn nhìn cái khía cạnh nó tích cực á, nghĩa là tại vì bất kỳ một cái gì xảy ra thì nó đều để lại cho mình những cái bài học hết, chứ nó không có vô nghĩa đâu. Nên thành ra là giống như hồi nãy anh có nói á, thì trước khi mà em hồi nãy có một bạn hỏi về cái này luôn rồi đó, trước khi mà em muốn trở nên tích cực thì em phải nhìn nhận cái tiêu cực của em đã, em phải chấp nhận nó đã, em chấp nhận rồi em mới bỏ nó được. Còn nếu như mà em vẫn giữ cái tích cực ở trong người á mà em không chấp nhận nó, ví dụ như là em luôn luôn nghĩ là em luôn nghĩ là bản thân mình không hay á, và em không có chấp nhận cái điểm không hay của mình á, mà em luôn nghĩ là do này tại kia, thì không vượt qua được đâu. Đầu tiên là phải thành thật chấp nhận trước tại sao mình tiêu cực, tìm hiểu sau đó thì mới suy nghĩ tích cực được. Nói chung là nên thành thật, đừng có lý do nhiều quá đó. Rồi về những cái mà khiến cho anh tích cực hơn á, thì nói chung là anh nhìn xung quanh mình thôi. Kiểu là ví dụ đi, tụi anh nhìn qua những bạn YouTuber khác, anh nhìn qua những người mà cùng lứa với anh và họ vẫn đi lên, họ vẫn làm việc, họ vẫn tiếp tục, trong khi mình ở đây mình cứ tiêu cực mãi thì làm sao mình đi lên cùng với họ được đó. Mình sẽ nhìn xung quanh, mình sẽ tìm được những cái năng lượng tích cực của xung quanh mình nhìn vô họ và mình thay đổi. Về phim á, thì những cái bộ phim hả, trong mấy tháng dịch thì anh có coi một bộ phim, chắc nhiều bạn nữ coi nè, Hometown Cha 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 đó. Đó thì cái bộ phim đó là bộ phim rất là tích cực. Anh nghĩ là cái bộ phim đó nếu mà bạn nào mà tiêu cực trong tình yêu hay là trong đối nhân xử thế đó, thì các bạn coi phim đó bạn sẽ thấy nó rất là dễ thương. Đó thì thường là mình sẽ tìm những bộ phim nào nhẹ nhàng thôi và tạo động lực để mình coi trong những lúc mình tiêu cực. Dạ cảm ơn anh, em cũng là fan cứng của Hometown Cha 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 luôn. Phim đó nhiều bạn nữ khoái lắm. Rồi cảm ơn Lân Chi ha. Vậy bây giờ mình xin mời Lân Chi mình sang cái phần chat box đó, tại vì các bạn bây giờ đang gửi câu hỏi trong đây rất là nhiều. Dạ, thì không biết là Lân Chi có thể trả lời được. Chắc là mình cũng sẽ, các bạn còn câu hỏi gì mình nhanh chóng gửi nha, tại vì chắc mình sẽ chuẩn bị kết thúc đó. Rồi rồi, vậy em đọc câu hỏi luôn ha chị. Không, nghĩa là tùy Lân có thể chọn, hoặc là chân Lân trả lời chắc hết cũng được. Lân có thể, tại vì các bạn đã hỏi cô thấy tôi thấy cũng có nhiều câu nó cũng nội dung nó cũng tương tự á. Dạ rồi, em có một bạn hỏi là dạ chào anh, làm thế nào để mình get over những cái bình luận tiêu cực của người ta nói về content của mình, và làm thế nào để không nghi ngờ năng lực của bản thân khi đọc những comment như vậy. Ơi, cái này thì câu hỏi khá là hay và anh nghĩ là các bạn nên biết. Có nghĩa là anh là người khi mà hồi mà anh làm Battle Club chẳng hạn, hoặc là làm những cái kênh đó, thì cái việc mà vướng bình luận tiêu cực á là một cái việc mà mình phải chấp nhận luôn. Nhưng mà mình để ý như này, con người mình hay vậy lắm, những cái bình luận mà càng tiêu cực á thì mình càng đọc kỹ nha. Còn những cái bình luận mà họ khen mình hay là họ cổ vũ mình á, mình đọc có một lần à,
nhưng mà những cái tiêu cực á mình đọc kỹ lắm. Thì tại sao là con người mình hay kiểu để ý những cái gì đó không như mong muốn, có nghĩa là chúng ta thường chỉ có một cái bình luận tiêu cực thôi, nhưng mà mình sẽ làm mình nhớ mãi, còn rất nhiều bình luận tích cực đó thì mình không nhớ đâu. Nên hay ra anh nghĩ là mình phải thay đổi cái đó, có nghĩa là bình luận nào mà tụi em thấy rằng bản thân nó đúng và nó có ý, đóng góp á, kiểu như là nó có ý kiến, nó đóng góp xây dựng á, kiểu như anh phải nên vậy, thay đổi vậy, chứ đừng có đọc những cái bình luận mà nó chửi mình hay là mặt xúc phạm mình hay gì đó thì các bạn đừng đọc. Còn các bạn mà đọc những cái bình luận mà tiêu cực nhưng mà có đóng góp xíu, ví dụ như là chửi xong nhưng mà sau đó vẫn là anh phải nên vậy á, thì mình đọc, còn đừng có đọc chửi không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đa phần á là những cái bình luận tiêu cực nó nghiêng về phía body shaming, có nghĩa là nó nghiêng về phía xúc phạm về hình thể nè, xúc phạm về chế nhạo được cái kiểu á. Thì các bạn đừng để ý cái việc đó, các bạn phải thay đổi, các bạn phải đọc. Cái body shaming là cái việc mà không được ủng hộ trên toàn thế giới luôn, và ai sinh ra thì đều được đáng được tôn trọng hết, các bạn đừng có để ý những cái đó. Ví dụ như ai chê bạn xấu hay gì đó, bạn đừng để ý, tại vấn đề là đó không phải là vấn đề mình cần muốn nghe. Bản thân mình nó như vậy, và ai là cũng đẹp hết, đúng không? Đặc biệt ba mẹ mình luôn nhìn mình là đứa đẹp nhất đó. Ba mẹ mình luôn luôn như vậy, nên thành ra mắc gì mình phải nghe lời những người ta. Cái điều mình vừa mới làm một cái nội dung như vậy luôn, và cái có một câu nói rất hay là cái mà tệ nhất đó là bạn bị thuyết phục rằng bạn không đẹp, đó là bạn bị người khác thuyết phục rằng bạn không đẹp, bạn không như những gì họ muốn đó. Đừng để người ta ảnh hưởng mình như vậy, mình phải mạnh mẽ hơn người ta. Rồi về làm thế nào để không nghi ngờ năng lực của bản thân khi đọc những comment như vậy, thì anh thấy là nếu như họ comment đóng góp ý kiến xây dựng thì nó họ sẽ không bao giờ làm cho em nghi ngờ bản thân của mình. Tại vì họ nếu mà họ đã góp ý xây dựng á, thì họ sẽ đưa ra những cái giải pháp cho em để em khắc phục. Còn những người mà họ chỉ comment rằng thôi đừng làm video nữa, đừng có ra nữa, thì họ không có góp ý gì cho mình hết, mà họ chỉ còn đẩy vô mình xuống á, thì đó không phải là comment em nên đọc. Bây giờ mình phải biết chọn lọc thông tin, đúng không? Đó. Với lại anh thấy vậy nè, đa phần ở những cái comment chửi mình á, nhiều lúc là bản thân họ không muốn như vậy đâu, mà tại vì họ gặp một cái việc gì đó, họ đang khó chịu, cái tiện họ thấy video của mình nữa cái họ chửi thôi, chứ không phải là. Nhưng mà anh nghĩ là một ngày hôm sau hoặc ngày sau nữa họ coi lại, họ thấy video mình hay thì sao, không biết được, đúng không? Nên phải suy nghĩ tích cực đi. Họ chửi như vậy không phải là họ có ý như vậy đâu, nhiều lúc là do cảm xúc này nọ, cuộc sống của họ, riêng tư của họ thôi. Nên đừng bị tác động những cái đó. Đầu tiên là em phải tin bản thân mình trước. Ok, sẽ đọc tiếp. Anh nghĩ sao câu này của bạn Nhật Huy, lớp PA 21-22, khóa 27. Anh nghĩ sao về vấn đề các video clip có content vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam nhưng lại sử dụng tag just for fun để né tránh những dư luận trái chiều ạ? Đây là một cái vấn nạn mà TikTok đang bị tranh cãi rất là nhiều. Thì mình thấy là cái lằn ranh giữa thuần phong mỹ tục á với lại không thuần phong mỹ tục á nó khá là mỏng manh, nên là việc nhận định một video, một cái nội dung nó thuần phong mỹ tục hay không á, nó lại là một cái tranh cãi của nhiều người nữa. Và cái việc mà just for fun á thì lại là một cái yếu tố để người ta, đúng rồi, em nói là né tránh á. Thì anh nghĩ là tại vì cái thuần phong mỹ tục á là cái mà là luôn luôn trăn trở của những nhà làm phim, những tại vì anh đã từng hỏi câu này với cái anh chị làm phim rồi, thì đa phần là có một thầy, có một cái anh làm biên kịch cho phim gì nè, Thức Sơn Tâm Linh á, phim mà bị cắt nhiều á, thì anh nói một câu mà mình thấy khá là hay, đó là khi các bạn muốn làm những video nào mà nó có vi phạm một xíu thuần phong mỹ tục á, hoặc là nhiều đi, nhưng mà bạn phải có mục đích của video đó.
Có nghĩa là mục đích của bạn cho cái việc vi phạm đó là gì, cái gì, và nó có đáng để bạn trả giá hay không. Ví dụ như là làm về ma đi, và bị cục cấm chiếu chẳng hạn, thì nó có đáng hay không, nó phải có mục đích đó, thường là vậy. Thì cái phần phong bụng nó luôn luôn là tranh cãi em, tại vì nó không có barem rõ ràng, nó không có barem rõ ràng gì hết, nó luôn luôn là một sự tranh cãi. Nhưng mà nếu như họ làm cái điều đó chỉ để vui nhưng mà lại gây những tiêu cực rất là nhiều á, thì anh nghĩ là không nên. Nhưng mà nếu như mà em vi phạm thuần phong mỹ tục để em nói lên một cái sự thật nào đó mà nó đáng được khai thác để mà có lợi cho xã hội á, thì anh nghĩ là nên có. Còn những cái gì đó vui mà nó lại vi phạm quá nhiều á, thì anh nghĩ là không nên. Tại vì bây giờ giới trẻ bây giờ tiếp cận mạng xã hội rất nhiều và rất dễ ảnh hưởng. Nhưng ví dụ như em có thông điệp rõ ràng và thông điệp nó ý nghĩa và thông điệp đó có ích chẳng hạn vậy, thì dù em vi phạm xíu đi người ta vẫn sẽ bỏ qua được. Còn nếu như mà em làm cho vui nhưng mà em lại làm cho làm một cái nội dung độc hại thì anh nghĩ không nên. Ok, mời bạn Trần Đình Ngọc Quy, thấy bạn giơ tay. Dạ, em chào anh ạ, em là Ngọc Quý ạ. À, Ngọc Quý. Dạ, anh cho em hỏi là em thấy ở trên TikTok á, thì cái việc mà mình tạo content á, thì nó khá là khó viral hơn là việc mình chạy theo những cái trend ở trên TikTok. Thì anh cho em hỏi lại, với theo anh thì nếu mà mình là một người sáng tạo nội dung cho một cái brand trên TikTok thì cái nào tốt hơn, chạy theo trend hay là tạo trend ạ? Ok. Nó là hai hướng và cái nào nó cũng có cái lợi và cái hại. Ví dụ nha, em làm một content mà em không thể theo trend đi thì em sẽ không tăng trưởng cái kênh em nhanh được, đúng không? Nhưng mà em làm một content chạy theo trend thì em sẽ tăng trưởng cái kênh em nhanh. Nhưng cái lợi của việc không theo trend là gì? Có nghĩa là em original, em là duy nhất. Và em sẽ là người, một ngày nào đó em sẽ khiến người ta phải chạy theo em, chứ không phải em không phải chạy theo người ta. Nếu em cứ tiếp tục làm những content em chạy theo trend, ok, cái kênh TikTok của em nó sẽ lên nhanh, nhiều người sẽ biết đến em. Nhưng mà người ta biết đến là tại vì em chạy theo trend thôi, chứ người ta không biết đến là cái chất của em, cái original của em. Ở bên rap gọi là OG á, original là cái chất của em, người ta không biết đến cái đặc biệt của em á, người ta không biết đến tại vì em chạy theo trend thôi. Nhưng mà cái gì nó càng đặc biệt á thì nó càng khó làm, nó bị vậy. Có nghĩa là em muốn duy nhất, em muốn tạo trend, em muốn dẫn đầu trend thì em phải suy nghĩ nhiều hơn, em phải làm cực khổ hơn, em phải nghiên cứu nhiều hơn, nhưng mà cái thành quả của em á thì nó sẽ tốt hơn. Có nghĩa là người ta, em nổi một cái là em nổi luôn, không ai giống em hết. Còn em theo trend thì em sẽ có được một kênh TikTok nhiều follow chẳng hạn, nhưng mà những người follow đó không chất lượng, họ không phải là fan của em, họ chỉ kiểu như là thấy em bắt trend họ follow thôi, chứ họ không có gọi là fan cứng, fan lâu dài, fan mà kiểu như em làm clip dở thì họ vẫn ở bên em, thì không được, không có những cái đó. Em phải đặc biệt thì em mới có những người fan như vậy. Nên thành ra là theo trend thì anh nghĩ là mấy bạn nào có ngoại hình, mấy bạn nào mà kiểu như là đẹp á, xinh á, thì bạn theo trend được, tại vì cái đặc biệt của mấy bạn đó là ngoại hình đó. Còn nếu mà các bạn làm nội dung thì các bạn nên tạo cái nội dung đặc biệt hơn, đừng theo trend bằng nội dung, tại vì lúc gì dễ bị người ta nói là ăn cắp ý tưởng. Cái thứ hai là các bạn phải, nếu bạn đã chọn nội dung đó thì các bạn phải kiên trì với nó, đừng có thay đổi quá nhiều, cứ tập trung làm. Thì các bạn, nếu bạn tin đó là đặc biệt, các bạn tin nó sẽ viral thì bạn cứ làm thôi đó. Còn nếu mà theo trend thì anh nghĩ là người ta sẽ biết đến các bạn nhưng mà ta sẽ không nhớ lâu đâu. Nhưng mà những người làm người ta nhớ lâu là những người đặc biệt, nên nó là hai hướng. Nếu mà em chỉ coi TikTok là một cái nơi để vui vui vui, vui chơi á, không phải là để kiếm tiền á, hoặc là không phải là để nổi tiếng hoặc làm nghệ thuật á, thì em mắc trend bình thường thoải mái. Nhưng mà nếu mà em xác định là TikTok là nơi để em nghiêm túc và em làm nghệ thuật á, để sau này có những cái bước thăng tiến hơn á, thì em phải tìm cái gì đó đặc biệt cho bản thân mình, chứ đừng nên theo trend, anh nghĩ vậy. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Ok, đọc thêm vài câu hỏi ha.
Em chào anh, em có thấy có nhiều trường hợp trong quá trình sáng tạo nội dung mình bị một màu theo hướng content cố định, mình đã thành công với content đó thì có nên thay đổi không, cho mới mẻ không hay tiếp tục phát triển định hướng đó ạ? Thì đây là một cái mà anh nghĩ là anh đã gặp rồi, có nghĩa là cái content của mình nó thành công rồi. Và mình cứ làm hoài nó, tại vì nó thành công mà. Đó là chất của mình. Mình cứ làm hoài nó. Nhưng mà anh nghĩ là mình nên nâng cấp nó chứ không phải là nên thay đổi. Tại vì nó là cái chất của mình, nó là original của mình, mình nên giữ mà mình nâng cấp nó, có nghĩa là mình làm cho nó hay hơn. Anh đã từng làm thử nhiều cái, nhiều idea. Anh nâng cấp rồi nhưng mà nó không được. Ví dụ như là anh chuyển qua làm phim, nó vẫn chưa thực sự thành công. Nhưng mà anh muốn nâng cấp nó hơn, có nghĩa là anh chấp nhận. Ví dụ như là anh làm cái phim đi, nó không hay, nhưng mà anh học được từ những cái không hay đó, để anh có thể làm tiếp cho nó thành công. Nhưng mà ít nhất là nó được nâng cấp về mặt hình ảnh, nó được nâng cấp về mặt kịch bản, nó được nâng cấp về mặt diễn xuất, là anh nâng cấp nó lên thành một cái chỉnh chu hơn, chứ không phải là những cái clip ngắn gọn đơn giản nữa, mà phải cầu kỳ hơn xíu, phải gọi là chuyên nghiệp hơn đó. Thì anh dùng từ nâng cấp rồi. Còn nếu như mà em hoặc là có nên thay đổi cho mới mẻ không, thì anh nghĩ là nên á, tại vì cuộc sống nó luôn luôn thay đổi. Anh nghĩ là em nên thử những cái mới, nếu như cái cũ nó bị chán á, thì một là nâng cấp lên đó, nâng cấp lên, thử nhiều cách nâng cấp lên mà cũng không được luôn á, thì hãy thay đổi nha, chứ đừng có thay đổi liền nha. Phải nâng cấp lên từ từ, phải thử nhiều cách để mà có thể làm cho nó hay hơn, chứ đừng có thay đổi liền uổng á đó. Thì nâng cấp lên đi. Còn nếu mà nâng cấp hoài mà tầm 10 lần mà không được á, thì hãy nghĩ đến chuyện thay đổi. Dạ em chào anh, hiện tại em đang làm content cho bay nhiếp ảnh. Content của em có hơi hướng truyền tải các câu chuyện mang tính chất sâu lắng. Em xin phép hỏi anh là làm sao để mình đưa những câu chuyện đó vào content một cách mượt mà nhất và tạo được sự thú vị cho người đọc ạ? Content về ý nghĩa. Sâu lắng. Thì về hình ảnh thì nó anh thấy những content về hình ảnh cũng khá là hay trên mạng, ví dụ như là những cái câu chuyện về những người vô gia cư với chú chó, hoặc là câu chuyện mà dịch bệnh rồi người ta ra đi ở trên đường cái kiểu á, thì đó là những câu chuyện mang tính chất sâu lắng mà nó thiên về nhiếp ảnh. Thì cái vấn đề của em á, thì khi mà em làm những câu chuyện mà tả thực như vậy á, là cuộc sống ra sao mình nói như vậy luôn, mình không có chế, mình không có biên gì á, thì anh nghĩ là em nên dựa vô những cái cuộc sống nó nhiều hơn. Ví dụ như là em tả thực nó, cuộc sống nó thực tế hơn nữa, là em phải, tại vì chất liệu của em đa phần là từ cuộc sống mà đó. Thì cái mà anh nghĩ á, là em phải trau dồi về mặt cảm thông nhiều hơn, có nghĩa là khi mà cái sự việc đó xảy ra trước mặt em, hoặc là cái hình ảnh nó trước mặt em phải cảm nó như thế nào. Thì mình phải luyện cái đó, mình phải cảm những cái câu chuyện đó như thế nào, thì lúc đó mình mới truyền tải cho người ta được. Có nghĩa là em phải cảm hết 100% câu chuyện đó đã, nhiều góc độ đã, rồi sau đó em mới lấy những cái cảm của mình, em mới truyền tải cho những người khác đó. Chứ em đừng có kiểu mà mình mới cảm được khoảng tầm 50% của câu chuyện thôi, xong rồi mình phải ghi ra truyền tải cho người khác đó, thì anh nghĩ là nó không phải là cách làm tốt. Mình phải thực sự cảm hết cái câu chuyện đó đã, hiểu không? Mình phải cảm động hết, mình phải tìm hiểu hết cái câu chuyện đó, mình phải cảm động, cảm thụ cái câu chuyện đó 100%, rồi mình hãy đi truyền tải. Tại vì anh thấy đa phần mấy bạn viết mà về những content như vậy á, đa phần là mấy bạn chỉ mới đọc một phần thôi à, các bạn không tìm hiểu kỹ sâu, nên thành ra là mấy bạn viết lại á, mấy bạn không có nói hết được. Ví dụ như cái việc mà các bạn thấy là một cái người chết ở ngoài đường á, xong rồi có những cái bài, những cái thơ này nọ, các bạn nhìn vô các bạn thấy cảm động quá, bạn truyền tả lại, nhưng mà bạn cũng chưa hiểu hết được câu chuyện, nên thành ra là nhiều lúc nó lại đi sai hướng chẳng hạn vậy. Thì
về cái hướng này á, về em đi theo cái hướng mà tả thực về cuộc sống á, thì em phải tìm hiểu kỹ cái câu chuyện của mình đó. Câu hỏi khá là hay. Anh sẽ làm gì để tránh những nội dung của mình làm ra không bị xem là hài nhảm? Ok. Thì cái việc mà hài nhảm hay xàm á là cái việc mà anh đối mặt hoài luôn á, từ cái thời mà anh làm Mato Club á. Nên thành ra cái việc nhảm hay không á, nó phụ thuộc vào bản thân mình với lại số lượng người xem nữa. Tại vì nhiều lúc là mình nghĩ nó nhảm, nhưng mà đối với những người xem của mình á, họ lại thấy cái điều đó tốt cho họ. Nhảm có nghĩa là khi mà không ai coi luôn á, không ai để ý và không ai tiếp nhận luôn á thì mới gọi là nhảm. Còn có một vài người coi, vài người tiếp nhận, vài người thấy hay thì nó không thể nào là nhảm được. Tại vì đã là nhảm là không có ý nghĩa rồi. Nhưng mà ví dụ như cái đố sàm của anh á, rất nhiều người nói là nhảm, nhưng mà số lượng người coi với share rất là nhiều, và lên tới triệu người luôn. Và nếu mà họ coi xong họ thấy vui, họ cười, họ thoải mái, họ giải trí thì nó không phải là nhảm nữa, đúng không? Nó đã có một phần gì đó trong cảm xúc của họ rồi. Nên thành ra cái hài nhảm hay không á, nó không phụ thuộc vào bản thân mình mà nó phụ thuộc vào người xem. Nếu như mà em up một cái video mà không ai coi và người ta luôn luôn người ta chỉ trích nặng nề nó rất là nhiều, và người ta kiểu như chỉ trích quá nhiều luôn, tầm khoảng 90% hay sao đó, không ai bênh vực em hết, không ai nói lên tiếng nào hết, thì đó thực sự là nhảm, đó là nội dung độc hại. Nhưng video em up lên mà có người ủng hộ em, có người kêu em làm tiếp, hoặc là có người khen đó, thì anh nghĩ không, nó phải là nhảm đâu, nó phải có ý nghĩa gì đó. Có một bạn gửi câu hỏi rất là dài. Chính thức là những cái ngành em học nữa thì là em phải chọn chọn cái đó đi. Em muốn hỏi là trong bài content cá nhân mình soạn thì nên thả cảm xúc cá nhân, sự hài hước và yếu tố khách quan như thế nào để được hài hòa à? Một câu hỏi này anh chưa hiểu lắm á. Em hỏi là trong bài content cá nhân của mình soạn thì nên thả cảm xúc cá nhân, sự hài hước và yếu tố khách quan như thế nào để nó được hài hòa. Thì cái này là anh phải hỏi lại em là cái hài hòa là như thế nào á. Ví dụ như được hài hòa là như thế nào, và cái content này là em muốn ai đọc, ai là người xem cái content này, thì lúc đó anh mới trả lời được. Hiện tại teamwork tụi em có bay lập gần 1 năm theo hướng hài hước. Tuy nhiên thì em có thể để ý rằng là nếu up bài liên tục thì lượt reach khá là thấp, nhưng các bài gần nhau chỉ có khoảng 200 lượt tiếp cận thôi. Nhưng nếu bài trống bay không up bài khoảng 2 tuần thì lượt like bay lại có thêm 30 người. Là sao vậy anh? Em khá thắc mắc chỗ này, mong được anh hướng dẫn thêm cho tụi em ạ. Bay 1,7k like. Cái lượt like á, là cái lượt reach á, cái lượt like bay với cái lượt reach á, thì anh nghĩ là nó không có liên quan lắm với nhau đâu. Tại vì em đã nói là up bài khoảng 400k reach, 400 reach. Nhưng mà để bay á thì khoảng 13 10 có thêm 10 đến 30 like á, thì cái việc đó là bình thường em. Nghĩa là em để một cái bay nhưng mà người ta coi là những cái bài cũ của em á, người ta thích, người ta like bay em thôi là chuyện bình thường. Nó không có liên quan gì đến cái việc gọi là up bài hay không up bài nữa, thường xuyên. Nhưng mà theo anh thấy thì thuật toán Facebook á, nếu mà up bài thường xuyên á thì cái số lượng like bay của em nó sẽ cao hơn, tại vì em sẽ cho người ta biết đến bay của em nhiều hơn. Càng up thì người ta càng tiếp cận được cái bay của em, thì người ta càng có cơ hội để em càng có cơ hội để được người ta like thôi. Chứ cái việc mà post bài thường xuyên nó không ảnh hưởng gì lắm đâu. Ok, câu hỏi cuối nha. Anh ơi, em có thắc mắc là về target audience đó anh, kiểu khi mình mới lập kênh thì mình sẽ xác định đối tượng khán giả của mình hướng đến đi. Ồ, hướng đến đi, hướng đến đâu à? Nhưng sau một khoảng thời gian thì mình xem lại cái analytics
thì thấy đối tượng nó không giống như mình định hướng ban đầu, thì nếu là anh thì anh sẽ đổi hướng content lại cho phù hợp, hay anh sẽ tiếp tục phát triển hướng content theo khán giả hiện có ạ? Rồi, ok. Cái này trả lời dễ lắm. Em làm cái kênh đó là vì khán giả mà em mong muốn hướng đến, hay là vì cái content em đang làm? Em phải trả lời cho anh được câu đó. Có nghĩa là cái nào quan trọng hơn. Ví dụ như là cái content mà em hướng đến, em thích làm cái content đó hơn, thì em mặc kệ khán giả luôn, em cứ làm cái content đó thôi. Còn nếu như mà em quan trọng cái việc khán giả, cái khán giả mà em hướng đến, em muốn đánh vô cái đối tượng đó nhé, thì em phải thay đổi content. Em phải chọn một trong hai. Em không thể nào lấy cái content của cái đối tượng khác em gắn vô cái đối tượng này được. Quan trọng bản thân em là cái nào quan trọng hơn. Ví dụ như em thích làm cái content đó hơn, thì em mặc kệ khán giả, em phải đổi cái đối tượng là khán giả lại để duy trì content đó. Còn nếu em muốn đánh vô đối tượng khán giả đó thì em phải thay đổi content. Vậy thôi. Dễ ha. Ok, anh theo anh thấy thì hết câu hỏi rồi đó. Ok, hết câu hỏi rồi. Còn ai câu hỏi gì không? Hello everyone. Có bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Hello. Cho chị hỏi được không? Chị là Thiên Hương. Dạ được ạ. Chị là một trong những cái giảng viên của bộ môn PR trong tiêu dùng và giải trí. Dạ. Cảm ơn chia sẻ rất là thú vị của Lân. Tuy nhiên dạ, chị xin phép có một cái câu hỏi. Đó là thật ra thì để tạo nên cái tính viral cho mỗi một cái content mà mình làm á, thì dạ, hầu hết chị nhìn thấy á, thì nó phải đạt được cái yếu tố hoặc là hài hước hoặc là mặn. Dạ. Vậy thì theo Lân á, trong cái quá trình mà suốt cái quá trình mà làm cái content của em thì có nhất thiết là content nào, có nhất thiết là những cái sản phẩm nào mà viral thì đều phải hài hước hoặc mặn không? Có những cái gì mà nó nghiêm túc, nó deep, nó sâu rất lắm nhưng mà nó vẫn viral được không? Dạ. Câu chuyện này nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái việc mà trong các hoạt động PR cho sản phẩm, kể cả sản phẩm tiêu dùng lẫn sản phẩm giải trí, thì khi mà mình là PR thì hay sử dụng các phương tiện truyền thông, là những cái media mà truyền thống đó, hay là nhưng mà bây giờ thì các media truyền thống đó họ vẫn phải hướng đến cái yếu tố là phải viral được cái content của họ thì mới thu hút được công chúng. Tin tức cũng vậy, tin chính thống cũng cần phải được viral nữa. Vậy thì nếu như mà muốn viral thì phải hài hước, phải mặn thì cũng sẽ khó, đúng không? Dạ. Trong cái kinh nghiệm mà trong cái quá trình làm việc sáng tạo content của Lân đó thì có cái nào mà nó deep, nó nghiêm túc mà nó vẫn viral được không? Dạ. Thực sự thì em làm hài nhiều, nhưng mà em chưa làm quá nhiều về deep, nhưng mà em đã từng phối hợp hai cái đó. Kiểu như là cái clip của em thì lúc đầu nó hài nhưng mà khúc sau thì nó deep, nó lấy nước mắt á, dạng vậy. Thì em phối hợp thì có. Còn nếu mà hoàn toàn mà về lấy nước mắt không á thì em đã từng làm ở trong trường của em, nhưng mà khi mà người ta coi xong người ta vẫn cười. Em không hiểu tại sao, có thể là do bản thân em mặt em hài quá hay sao á đó. Thì đó là em combine hai cái. Thì trong cái trong việc mà như quá trình mà em nhận quảng cáo á, thì em thấy chị nói đúng là đa phần thì các brand, các nhãn hàng họ quan tâm về cái độ viral nhiều hơn, có nghĩa là về cái tương tác hơn. Ví dụ như là bao nhiêu share, bao nhiêu view, họ chỉ nhìn xem cái số liệu đó, nhìn cái số liệu đó nhiều hơn. Nhưng mà theo em thấy thì theo mấy bạn mà Gen Z, mấy bạn mà giới trẻ, thì em cảm nhận là mấy bạn tiếp cận cái hài
nhiều, nhưng mà mấy bạn cũng cũng tiếp cận những cái deep nhiều luôn. Có nghĩa là thực sự thì trong cuộc sống thì cái nào mình phải có một cái lơ, cái vui, cái buồn đúng không? Thì em nghĩ là cái buồn á, nó vẫn có cái chỗ đứng của nó, chứ không chỉ là, chứ không phải chỉ là hài không. Tại vì bản thân ai cũng có lúc buồn. Thì em nhiều lúc cũng share những cái rất là buồn, những cái rất là deep, dù em làm hài. Nên thành ra là em nghĩ là vẫn sẽ có những chỗ đứng, đặc biệt là những cái MV, những cái bài hát mà về buồn á, thì em thấy là viral rất là nhiều. Hoặc là đặc biệt là những cái pha mà kiểu như là tranh cãi giữa cái cặp đôi trên đường phố, xong rồi người ta dựng lại theo cái hướng là buồn á, chia tay rồi ấy, kiểu thì nó vẫn viral. Thì em nghĩ là vẫn có những cái và em đã từng làm một cái quảng cáo cho rap bike, là mình dựng lại một cái tình huống mà một cái bác lái xe, bác đánh đàn, bác hát về cuộc sống, cuộc đời của bác á. Thì cái đó là em đã từng làm theo cái hướng đó, và nó cũng viral trên những cái trang nhạc, âm nhạc rất là nhiều. Thì cái đó là em làm production thôi, chứ em không có tham gia trọng. Nhưng mà nó vẫn có chỗ đứng của bản thân. Đặc biệt là những cái nội dung mà truyền cảm hứng ấy, kiểu như là những người nghèo, xong rồi họ hát giữa đường, rồi họ truyền cảm hứng cho mọi người ấy. Thì em nghĩ là cái đó vẫn có chỗ đứng rồi. Không biết em trả lời đúng ý chị không? Ok, cảm ơn Lân. Chị đồng ý. Thật ra thì tại vì chị cứ thắc mắc là chị là người làm truyền thông. Chị là người làm truyền thông. Thì nếu như mà Lân đã từng làm một cái clip lấy nước mắt, một cái clip rất là emotional cho rap, thì chị cũng làm một cái clip lấy khá nhiều nước mắt cho nhãn hàng đi. Nhãn hàng đi cho thương hiệu đi. Ok, thì cũng tạo được cái viral cao. Nhưng mà cái thực sự rằng là lúc mà xây dựng cái kịch bản cho cái sản phẩm đó thì rất là lúng túng. Tại vì mình muốn tạo, vì những cái người chạy rap đó thì thật ra là lại là cái chạy rap, có là xe công nghệ chạy rap hoặc chạy bi. Thì xe công nghệ thì là những cái người mà họ hơi lớn tuổi. Dạ đúng rồi. Mình thấy đi giao hàng thì shipper thì trẻ trẻ, chứ còn thật ra thì những người mà chạy xe thì lại khá nhiều cái người lớn tuổi ấy. Và ở trong đó thì họ cũng có rất là nhiều cái tâm tư tình cảm về cái nghề của họ. Vậy thì làm sao để mà mình vừa viral được rất là nhiều người cùng thông cảm, để tăng cái tính viral? Thì lúc đó chị được đặt câu hỏi là phải hài hước. Nhưng mà hài hước thì phải chốt lại, phải kể được một câu chuyện gì đó nó touching. Nhưng mà phải hài hước. Khó gì cũng khó chị. Các bài tập rất là khó. Mà tại vì nó phải có cái câu chuyện ý nghĩa, chứ nó không chỉ hài không, thì lúc đó mình mới đăng lên được trên những cái trang thông tin chính thống được. Chứ là không thôi nó chỉ lăn quanh ở Facebook, ở TikTok chẳng hạn, ví dụ như vậy. Còn ví dụ như muốn đăng cái đó lên trên fanpage của Vin Express, Dân Trí hay Zing, hay là ngay cả trên đài truyền hình chẳng hạn, để họ làm lấy lại, để làm tin đó. Tức là mình làm một cái clip sau họ lấy lại, họ làm tin đó, thì nó phải touching và nó phải có cái tính chính thống ở trong đó. Kiểu vậy. Một cái bài tập rất là khó để cho cái hoạt động truyền thông làm gọi là PR trong tiêu dùng và giải trí. Rất là khó, chứ không chỉ là tạo riêng cái kênh của mình để cái lớp của mình không. Cái đó là cái brief của bên Bi đúng không chị? Cái brief bên Bi gửi qua. Đúng rồi. Wow. Để em cũng nhận những cái brief mà cùng cũng làm được. Vẫn thành công đúng không? Mà đúng là khó. Không phải là cái thành công kiểu là đến, nhưng mà đo đếm là cái tính viral là bao nhiêu triệu view trong 24 giờ, trong 48 giờ thì nó sẽ không thể đạt được cái việc đó, là vì cái tính chính thống của nó đòi hỏi. Thì cho nên là các câu hỏi của chị là để viral thì nhất định là phải hài hước hoặc mạng. Nhưng mà nó lại bị giới hạn bởi những cái như hồi nãy Lân nói đó, là tính chính thống, tính là rồi những cái mà đừng có vi phạm thuần phong mỹ tục chẳng hạn. Rồi cái ranh giới giữa nó cũng rất là khó, tùy theo cái góc nhìn của mỗi người nữa. Thì mỗi cái cơ quan đó thì họ lại nhìn chặt chẽ hơn. Cho nên là nếu như mà sau này các bạn ở trong cái lớp mà quan hệ công chúng truyền thông này nè, khi mà các bạn ra ngoài, các bạn tốt nghiệp, các bạn đi làm việc, thì
các bạn sẽ chọn những cái rep kiểu như vậy á, chứ không phải là các bạn tự tạo kênh riêng cho các bạn, mà các bạn sẽ nhận những cái rep từ sếp của mình, hàng của mình, từ khách hàng của mình cho những cái việc phải viral, nhưng phải tới chuyên và phải đảm bảo hết các luật lệ. Em cũng có nhiều cái brief, những cái brief mà cực kỳ khó luôn, mà nó không phải là cái chất của mình luôn. Ví dụ như là một người này, một bên nào đó mà đưa em cái brief là touching đi thì rất khó làm, tại vì nó không phải là cái chất của em. Thì em nghĩ là khi mà mình làm cho client hoặc là làm cho agency á, thì mình nên chọn cái talent đúng. Em nghĩ vậy. Ví dụ như là nếu mà làm touching á thì nên chọn một cái talent nào nó thực sự touching luôn. Và nó phải phụ thuộc vào client nữa, tại vì client là người chọn talent, nên thành ra là mình không có can thiệp được, nhưng mà mình nên có thể là tư vấn tí cho client để chọn đúng. Tại vì em đã từng làm nhiều lúc là cái kênh Battle Club cũ của em á, là em đã từng làm những cái mà nhiều lúc là em nhận cái brief xong là em nghĩ nó không thể nào viral được luôn á. Em thiệt luôn á, em đọc cái brief xong là em nghĩ là chắc chắn không viral luôn, mà tại vì nhiều lúc là mình cần tài chính cho mình làm, nhưng mà cuối cùng là nó lại kéo cái kênh của mình xuống luôn, có nghĩa là cả hai xuống. Là vừa client vừa không đạt được cái độ reach của họ mong muốn, mà bản thân talent cũng bị nhiều anti fan hơn, hoặc là bị người ta không coi nữa hơn, nên thành ra là đó là một cái hợp tác không win-win, mà nó lose-lose luôn, cả hai đều thua. Nên em nghĩ là phải chọn một cái talent nào đó phù hợp nhất và phù hợp với cái brief nhất. Cảm ơn chị. Còn bạn nào trong lớp mình có muốn đặt câu hỏi nào với lại chuyên gia khách mời của mình không nè? Một người rất là giàu kinh nghiệm, các bạn tranh thủ hỏi đi ha. Không thôi cô Mai cắt giờ bây giờ. Còn một ý nãy em định nói là về cái hướng mà tích chuyên á, thì em nghĩ là ví dụ như là khi mà ai cũng làm hài rồi á, thì em nghĩ là người ta bị bão hòa về hài, nên thành ra là em nghĩ là trong xu hướng bây giờ em coi em thấy là trên TikTok là hài rất là nhiều và ai cũng làm hài hết, như là người ta xem hài là một cái gì đó tích cực á, nhưng mà nhiều lúc là những cái người mà họ cần những cái chia sẻ mà deep buồn á, họ lại không có cái cơ hội để họ tiếp cận những cái video đó, những cái video deep buồn á, nên thành ra là em nghĩ là sẽ đến một lúc nào đó cái hài nó sẽ bão hòa và nó không thể nào phát triển được nữa, và đó là cơ hội của những cái nội dung thích chuyên, những nội dung deep. Chị nghĩ cái việc mà thích chuyên hay là cái việc mà deep đó, nó không có nghĩa là buồn, nó là những cái nội dung sâu lắng, nó có cái bài học, những cái lớp nhiều cái bài học, cái lớp nghĩa phía sau mà người ta dừng lại, người ta thậm chí như Lân nói, Lân làm xong mình cho Lân nghĩ là người ta lấy nước mắt xong lại cười là bởi vì người ta ra vấn đề nó là như vậy, mình có được rồi. Cái trải nghiệm như vậy thú vị quá, cười. Thì chị nghĩ câu chuyện trong các hoạt động PR, tức là mượn để mà đi vào lòng người và mượn cái câu chuyện của mình nó lưu lại để nhờ cái miệng của người đó đi viral thêm những cái phần khác nữa, thì câu chuyện nó phải có lớp nghĩa. Chắc là tại vì cuộc sống giờ nó khó khăn quá rồi, nhưng coi cái gì đó cho nó vui vẻ chứ. Đúng rồi. Dịch bệnh nhiều quá rồi nên phải muốn tích cực. Nhưng mà làm hài mà chỉ có 8 giây đến 12 giây để mà thu hút mọi người thì khó ha. Rất là khó, tại vì bây giờ giới trẻ giờ họ quá nhiều cái để mất tập trung cái gì. Tại vì em cảm giác là họ cầm cái điện thoại lên là coi như là quá nhiều thứ ập vô. YouTube, Facebook, rồi TikTok, rồi Messenger, rồi Instagram, quá nhiều thứ. Nên thành ra là nhiều lúc là họ lướt, họ không còn cái lướt một cái Facebook nữa mà họ lướt nhiều app một lần đó. Nên ra là mình không có cơ hội để mà giải thích cho họ, để giữ chân họ nhiều nữa. Hồi nãy có bạn nào đó nói là em coi TikTok từ khuya cho đến sáng luôn nè, không ngủ luôn nè, lướt miết. Mà bây giờ thêm những cái ví dụ như là livestream, rồi streamer rất là nhiều, nên ra là quá nhiều. Thường đây là một chuyên đề cho lớp PR hả chị?
đúng rồi, cái hoạt động này làm với chuyên đề cho lớp PR thì công chuyện là những cái lớp khi mà mình làm PR thì mình sẽ phải là người kể chuyện mà chuyên đề PR chính là người kể chuyện thay mặt nhãn hàng kể chuyện những câu chuyện của nhãn hàng, những câu chuyện của sản phẩm, những cái câu chuyện mà nó làm cho cái người đọc nó người ta cảm thấy người ta cần cái sản phẩm đó, người ta cần cái dịch vụ đó, hoặc là người ta yêu cái thương hiệu đó chẳng hạn, để minh bạch cái thương hiệu đó chẳng hạn đó, thì nó phải được duy trì thường xuyên, nhưng mà nó là sẽ phải đẩy nhiều ở những cái kênh truyền thông nó mang tính chính thống, từ cái chính thống đó mình mới làm báo quay ngược trở lại, đúng rồi, để tạo trớt, để tạo trớt trước. Rồi từ cái tạo trend đó thì mình mới tạo được cái viral đó, bất kể nó cũng đi theo cái lộ trình nó là như vậy. Còn ở đây thì các bạn cũng đang học một cái học phần tiếp theo nữa, đó là PR trong giải trí đó. PR trong giải trí thì ví dụ như các bạn sẽ làm PR cho một cái sản phẩm, một cái sản phẩm MV, một cuốn sách, một game show chẳng hạn, ví dụ vậy, hay là một cái chương trình văn hóa nghệ thuật nào đó. Mình làm việc với lại celeb talent nhiều, làm việc với làm giải trí nhiều. Cho nên là câu chuyện của các bạn là các bạn rất là và cái việc mà phải create những cái content mỗi ngày là một cái bài tập, là nhìn nào phải giải bài tập hết trơn. Nhưng mà mấy bạn là sau này ra trường mấy bạn giao đề cho tụi em làm, giao brief cho em. Vậy hả? Em thấy bạn Trần Thị Trúc Linh giơ tay. Đúng rồi, cho bạn phát biểu nha. Mời bạn Trần Thị Trúc Linh nè. Dạ em chào anh. Chào em. Em có một cái thắc mắc là nếu như mà mình đặt ra một cái KPI cho bài viết của mình đó, là phải ví dụ như là đạt được 1.000 người lượt xem cho cái bài viết đó, nhưng mà lại khi mà tổng kết lại thì chỉ có khoảng 500 người xem bài viết của mình thôi á, thì ví dụ như là em sử dụng nick ảo hoặc là năn nỉ bạn bè share cái bài viết cho mình để đạt được KPI thì có ổn không mà? Câu trả lời. Ok, em xong câu hỏi chưa? Dạ rồi ạ. Ok. Thì cái đó vẫn là một cái phương pháp người ta gọi là seeding á. Đó là một cái phương pháp mà tất cả các agency bây giờ vẫn đang dùng. Đó là nhiều lúc là những cái comment ở trên một cái bài viết nào đó không phải là người thiệt đâu em. Mà nó vẫn có thể là những cái nick ảo, những cái hệ thống nick ảo của những công ty lớn á, nên thành ra là mình cũng gọi là họ điều hướng dư luận thôi. Đó là những dư luận viên á, dạng vậy. Thì cái việc đó là một cái việc mà ở bên ngoài người ta vẫn thường làm, là dùng nick ảo gọi là seeding. Nhưng mà cái đó thì nó không có thu lại kết quả mong muốn nhất, đó là tiếp cận những người thiệt. Nó chỉ tạo một cái con số để mà em đạt cái KPI thôi. Thì có nhiều hướng để mà đạt cái KPI đó. Ví dụ như là cái KPI của em là phải là những người thiệt không á. Những người thiệt không á thì em nên chạy ad bên Facebook để mà tiếp cận những người thiệt. Còn nếu mà em dùng yếu tố seeding á thì nó chỉ đạt số thôi, nhưng mà cái chất lượng thiệt á là như tiếp cận khoảng 1.000 người thiệt đi, 1.000 người thiệt thấy cái bài post này đi thì em không đạt được về cái yếu tố người thiệt, còn về con số thì em sẽ đạt được. Còn nếu muốn đạt luôn về mặt người thiệt thì mình sẽ chạy ad, mình sẽ đi làm những cái phương thức quảng bá khác để mà mình đạt được cái đó. Ok, em có thắc mắc gì nữa không? Dạ không ạ, em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh Lân Di. Để đóng lại cái phần Q&A cho Lân Hờ hỏi câu cuối nhờ anh Lân Di tư vấn nha. Dạ. chia sẻ luôn với lại anh Lân Di là hôm nay anh đến đây là anh chia sẻ với toàn thể khóa 24, có nghĩa là sinh viên lớn nhất Văn Lang là sinh viên năm cuối. Yeah. Và khoảng một số bạn là của những cái khóa sau đăng ký vô trong cái chương trình hôm nay. Yeah. Và trong cái môn này hiện tại thì mình đang giảng dạy hai lớp.
cô Hương 2 lớp, cô Mai 3 lớp cái môn này, thì cái bài cuối kỳ các bạn sẽ làm một cái sản phẩm giải trí và các bạn cũng viral nó lên những cái kênh internet các thứ. Thì nếu được thì anh Lân có thể tư vấn là các bạn có thể làm những cái gì, anh Lân gợi ý. Dạ. Là cái bài tập cuối đúng không? Dạ, cái bài tập cuối là mọi lớp sẽ làm một sản phẩm giải trí rồi viral trong, đây là trong cái tập thể của khóa này, của trường, của khoa các thứ. Ví dụ một số bạn cũng nghĩ ra được một số cái sản phẩm rồi, mấy bạn còn cũng đang trong quá trình brainstorm để mấy bạn chọn á, thì có gì nhờ Lân tư vấn một chút. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng của chuyên đề ngày hôm nay ạ. Là em tư vấn về chủ đề hay là tư vấn về chủ đề hoặc là sản phẩm gì đó. Các bạn đang định làm những cái clip viral, những cái podcast hay là những cái content trên YouTube các thứ. À dạ. Thì tại vì hồi trước thì em làm ở bên trường của em á, thì em làm là về một kênh YouTube. Nghĩa là nó cái tạo ra một cái kênh YouTube, thì nếu mà mấy bạn làm về PR thì có thứ thiên về nhãn hàng nữa, có nghĩa là phải quảng cáo một cái nhãn hàng nhất định. Thì em thì theo thiên hướng là sáng tạo không giới hạn, có nghĩa là em không muốn ràng buộc hay là giới hạn các bạn theo một cái chủ đề nào cố định hết, mà em sẽ muốn là các bạn cứ thoải mái để chọn những cái chủ đề mà bạn thực sự muốn á, tại vì mình làm những cái gì mà mình thực sự muốn mình sẽ làm tốt hơn những cái mà mình không muốn đó, nên thành ra là em sẽ đưa ra một cái lời khuyên là nên cho các bạn làm những cái gì đó mà bạn thực sự muốn, mong muốn làm nhất. Dạ. Yeah. Rồi. Dạ, yeah, cảm ơn anh Lân Di. Kết thúc buổi chuyên đề ngày hôm nay, thay mặt nhà trường, thay mặt khoa, thay mặt các bạn sinh viên của khoa quan hệ công chúng truyền thông Đại học Văn Lang, rất là cảm ơn anh Lân đã dành thời gian quý báu của mình để hôm nay chia sẻ. Lân cảm nhận được đó là anh dùng hết những cái công lực, những cái võ công của anh đã làm bao nhiêu năm nay truyền hết cho các bạn. Thì đó là rất là biết ơn anh Lân Di ạ. Thì hy vọng là mọi thứ sau này ổn hết, dịch các thứ rồi. À, có thể làm những cái show, những cái chương trình tại trường, thì rất là hy vọng là sẽ nhận được cái gật đầu của anh cho những lần tiếp theo. Dạ, xin cảm ơn Lân Di ạ. Dạ, cảm ơn mọi người đã tin tưởng em, mời em về. Cảm ơn các thầy cô đã hỗ trợ và cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe mình. Thì mong rằng tụi mình sẽ là những đồng nghiệp tương lai của nhau, và hy vọng là các bạn sẽ làm nghề một cách tốt nhất, có tâm nhất, để mà tạo ra được những cái sản phẩm truyền thông tốt nhất cho xã hội. Tại vì bây giờ thì sản phẩm truyền thông bây giờ nó rất là độc hại và nó có nhiều cái mà cần những người làm nghề như mình phải thay đổi nó, phải lên tiếng bla bla để mà làm cho nó tốt hơn. Thì nếu như các bạn đã xác định đây là con đường nghiêm túc của mình á, thì mình nên xác định cái tư tưởng làm nghề từ bây giờ luôn và xác định nó thật nghiêm túc. Mình xin hết và xin chào mọi người. Dạ, tụi em cảm ơn anh rất nhiều. Chào Lan Di, chào cô Mai, chào cô Hương, chào các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Chào cô Mai, cô Hương, chào Lan. Sức khỏe. Chào mọi người, nhiều sức khỏe. Cảm ơn thầy cô. Cảm ơn Lan Di.